Và sang sale đây nào cả nhà ơi, hôm nay là sẽ có rất là nhiều mẫu làm siêu phẩm luôn nha. Đầu tiên sẽ lên luôn cho mình DA1245. Trời ơi, các chị mình ngắm giùm em cái mẫu này đi. Đó, phải lụa mango rất là êm nha. Có túi, đầm sơ mi các điệu cho các chị mình luôn. Đặc biệt ngày hôm nay các chị săn sale đi ạ. Em sẽ giảm sốc luôn 139k mẫu đầm này trong ngày hôm nay, trong tối nay thôi nha. Chị nào mà mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nào. DA1245 và kèm cho em xin thoại nha. Với giá sale này sẽ được áp dụng duy nhất trên livestream thôi, không áp dụng ngoài live. Chị nào mình thích mẫu này các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. DA1245 và kèm cho em số điện thoại luôn nha. 1245 và kèm số điện thoại này, nhanh tay lên đơn liền nha các chị. 139k. Hiện tại còn hai size cuối cùng cho nhà mình, đó là size XL và size 2X nha. Hai size cuối cùng XL và 2X thôi, chị nào vừa nhanh tay mình lên đơn luôn. Form đồng xè nè, có túi cho mình nè. Và anh này nó có co giãn nhẹ nha các chị. Nó có coi giảm nhẹ cho mình luôn. Rồi ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền cho em nha. DA1245 và kèm cho em số điện thoại luôn. Cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt cho em nha cả nhà. Đó, em đứng xa xa mình xem form. Ở đây em cao 1m62, form đầm này sẽ là dài qua gối như thế này nha. 1245 còn hai size cuối cùng sale luôn cho nhà mình đây. Chỉ có giá là 139.000 đồng. Với giá sale này coi như là shop sale, không lợi nhuận lỗ vốn luôn á. Chỉ lời ở lượt chia sẻ mà thôi. Nên là các chị nhớ chia sẻ like liền dùm em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào nhóm 1256 hả chị, là một cái mẫu đầm thun 3D á chị ha. Tí nữa thì có gì em sẽ giới thiệu sau nha chị nha. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này lên đơn nha. 139k mẫu này. 1245, 1245 nha cả nhà. Ok chị Thanh Nhàn, em chúc 1245 nè. Chị Thanh Hương có size chị yên tâm nha. Đó, form đầm sơ mi có túi hai bên, 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa luôn. Chất vải này là lụa mango nên mình mặc rất là êm và có co giãn nhá. Chiều dọc chiều ngang vẫn là sẽ có co giãn cho các chị mình mặc thoải mái luôn. 1245 nha cả nhà ơi. XL và 2X tầm 65 hoặc 68 ký chữ xuống vừa. 65 hoặc 68 ký chữ xuống mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Làm mã số sản phẩm với số điện thoại liền giùm em nha các chị. Hết chương trình sale mình mua lại là 299k nha các chị ơi. Hết chương trình sale mua là 299k và riêng ở trên line này chị nào đặt hàng sẽ được chốt luôn là chỉ có 139.000 đồng. 139k là giá ngay lúc này mình đặt, còn hết chương trình sale là mua 299k nha các chị. 1245 và kèm số điện thoại luôn. Ok chị Lê Như, em chốt đơn hàng nè. Rồi các chị thấy là nhấn eo ngay phần nhỏ nhất của mình, eo là mình cứ đo ngang cùi chỏ tay dùm em nha. Đầm này có túi hai bên luôn. 1245 nè. Ok chị Nguyễn Kim Thơm nè. Rồi các chị ơi, tranh thủ lên đơn và nhớ chia sẻ like. Ngày hôm nay sẽ có những sản phẩm giá chỉ từ 69k hay là 99k thôi nha. Thì các chị cứ từ từ theo dõi để lên đầm cho các chị mình luôn. Rồi đầm này sale luôn cho mình là 139.000 đồng. 139.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này comment liền cho em nha. 1245 và kèm số điện thoại cho em luôn nha các chị ơi. 1245 và kèm cho em số điện thoại, chốt sale với giá chỉ có là 139.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt hàng liền giùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng nha các chị. Rồi tiếp tục nè, chia sẻ like giùm em nha cả nhà. Em lên thêm cho mình một cái mẫu đầm khác đây. À nãy có chị hỏi em cái đầm 1256 đúng không? Thì bây giờ em sẽ mặc lên cái 1256 cho cả nhà cùng xem luôn nha. 1256 ngày hôm nay em cũng sẽ sale xả kho luôn nha các chị. Và cái giá là sale cực kỳ rẻ, cực kỳ lỗ vốn luôn nha các chị yêu nhá. Đây, mẫu đầm tiếp theo em có ở đây á, là một cái mẫu đầm thun 3D nha các chị nha. Rồi mẫu đầm này thì nó có túi nè, nó có túi hai bên và vải này nó sẽ có co giãn nè các chị. Rồi em chốt nhanh mẫu này luôn nhá, xả hàng. Mã này là DA1256 nè, em xả kho hôm nay là 119 và mẫu này em còn hai size cuối cùng, đó là size M với lại size L nha các chị nha. Em còn hai size là size M và size L và được cái là co giãn. Nên là nếu mà size L là các chị mình tầm khoảng là 57kg trở xuống vẫn vừa. 1245 chị Hoa Nguyễn Kim ok nha. 69k hả chị, tí nữa em sẽ lên, bây giờ mình chia sẻ trước đây chị. Em đang đợi mọi người chia sẻ nè. 69k là thực sự rất là lỗ luôn. Nên là mình nhớ chia sẻ nhiệt tình dùm em, bắt buộc phải có 3 lần chia sẻ vào gộp đơn nha các chị. Rồi 1256 này, mẫu này em sale luôn, chỉ có 119k mẫu này. Các chị ơi bây giờ ha, sau mẫu này em sẽ lên một sản phẩm giá 69k cho nhà mình luôn nha.
Sau mẫu này em sẽ lên một sản phẩm giá 69k. Thì bây giờ các chị ơi, trong thời gian này mình chia sẻ trước giùm em. Tại vì khi mà em đã lên 69k, đặt hàng là chỉ có những chị nào có huy hiệu chia sẻ mới chốt thôi. Không có huy hiệu chia sẻ là không chốt được. Nên là bây giờ mình chia sẻ like trước giùm em nha, để tí nữa em để săn đầm cho nó nhanh luôn. 1256 đầm em đang mặc thì xả kho còn có 119 nha. 119k mẫu em đang mặc trên người, DA1256 và kèm trang sức thỏa luôn. Lên đơn hàng liền giùm em ngay bây giờ nha, để em trừ hàng trừ sai liền trên like cho các chị mình luôn. 1256 nè, ok chị Hoa Nguyễn Kim 1256 nè. Hiện tại còn hai size M và L, nhưng mà được cái là vải này là thun 3D co giãn rất nhiều, nên là 40kg đến tầm 57kg vẫn mặc vừa cho em luôn nha. 119k bông vừa rồi là 1245 nha chị ơi. Bông vừa rồi mã là 1245, em sale còn có 139 nè chị. 1245 xe 139k đầm sơ mi nha, rất đẹp luôn. Đó, ai lấy mình lên đơn liền. Ai lấy lên đơn liền 1245, còn đầm em đây là 1256, xe 119k nha. Nhanh tay mình lên đơn liền 1256 chút chị Thúy Phương luôn nha. Ưng mẫu nào các chị nhớ đặt hàng sớm, comment mã với số điện thoại luôn nha. Cố gắng là chỉ có trên like này mới được chốt đơn hàng giá sale như thế này, nên là các chị chia sẻ và đặt hàng gấp giùm em nha. Còn đã tắt like rồi, một khi tắt like là ngừng hết. Giá nó tăng lại rồi. Rồi DA1256 sale giá là 119.000 đồng. 119.000 đồng mẫu đầm em đang mặc nè. Các chị nhìn cho em cái chất này co giãn cực kỳ tốt, mềm mát và không bị nhăn nhầu nha cả nhà nha. 1256 chút sale 119k. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền nè. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền cho em ngay bây giờ nha, em trừ hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 119k đầm này. 119k mẫu đầm em đang mặc trên người. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm một mẫu nữa nha. Em sẽ chuyển qua thêm cho mình một mẫu khác. Và các chị ơi, thì nãy em có nói đó, bây giờ là em sẽ lên cho mình một cái sản phẩm sale giá cực kỳ rẻ luôn cho các chị. Đó là chỉ có 69k mà thôi nhé. Chỉ có 69k mà thôi. 69k bây giờ các chị mang ra ngoài mua được cái gì cả nhà ơi. Đó, ngày hôm nay shop sẽ sale cho các chị mình mẫu này là em sale lỗ luôn rồi nha các chị. 69k đồ bộ em đang mặc trên người. Đồ bộ em đang mặc trên người rồi, các chị ơi mình chú ý nghe mã nè. Em còn đúng 3 size thôi, em không có nhiều. Em còn cho mình size M, size L và size XL nha các chị ơi nha. Và không có nhiều, gần hết hàng rồi. Em chốt luôn nè. 69k bộ em đang mặc, mã sản phẩm 1239 nha. 1239 và kèm cho em xin thoại liền, em chốt đơn luôn. Nhanh tay các chị ơi, 1239. Chỉ có 69k thôi, quá rẻ luôn. Cái này mình lấy luôn mấy bộ mặc luôn chứ các chị, quá rẻ ha. 69k bộ em đang mặc, mã sản phẩm này là DA1239, chốt liền tay nha cả nhà ơi. 3 size cuối cùng, size M, size L và size XL. Và các chị ơi, em nhấn mạnh nè, là với cái giá 69k này em chốt trong like là em lấy lượt chia sẻ, chứ thực sự là 69k không đủ tiền vải, không đủ công, không đủ tiền sản xuất luôn. Nên là các chị nhớ là bắt buộc phải có 3 lần chia sẻ cho em và mình gộp đơn nha. Một sản phẩm là em không giao được rồi, tại vì cái này em lỗ vốn lắm các chị ơi. Giao hàng đi là tốn chi phí rất là nhiều, nên một sản phẩm em không dám giao. Các chị mình nhớ gộp thêm một sản phẩm gì đó nữa nha, để mình đặt hàng thêm với mẫu đầm này, mẫu đồ bộ này nha. Có 69k thôi. Thứ nhất là chia sẻ like 3 lần, thứ hai là gộp đơn hàng giùm em nha. Em chốt 69k, chứ bình thường bộ này các chị mua bây giờ mà tắt lại cái là mình mua lại là 239 á. Còn bây giờ các chị đặt á là có 69k mà thôi. Nên là mình được mua giá rất là lợi luôn nha. Nên là chia sẻ like giùm em và mình gộp đơn giùm em. Chị Hà Nguyễn 1239 này nhớ chia sẻ like giùm em nha. Khi mà mình chia sẻ, mình comment lên, nó hiện lên cái huy hiệu người chia sẻ ngay trên cái nick của mình luôn á. Đây là chị nào có cái huy hiệu chia sẻ em chốt cho chị đó luôn nha. Mã này là DA1239. Mã này là DA1239 và em sẽ chốt sale cho các chị mình luôn. Chỉ có là giá là 69k bộ em đang mặc nha. Lỗ vốn phải này là tôn lụa mặc rất là mát luôn á. Rồi, ok nè, chị Hoa Nguyễn Kim nè, 1239 chốt cho chị là 69k, rẻ chưa các chị? Nè các chị ơi, bộ này nha, quần là quần lưng thun và lưng thun bạn nè. Và em may túi cho mình. Và cái chất lụa mango, tôn lụa này nè, các chị mặc nó mát lắm, nó không có bị nhăn nhầu gì hết trơn á. Rồi đây có nút cho các chị mình nữa ha, rất là xinh luôn. DA1239 chốt liền tay cho em nào. Giá là 69k nha. 69k mẫu em đang mặc trên người. 69k mẫu em đang mặc trên người, chị nào mình lấy đặt liền. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ nào. 69k thôi, 1239 kèm số điện thoại, nhanh tay lên các chị ơi.
1239 là kèm cho xếp hạng chiều hàng. Chỉ có 69k chuẩn bị qua mẫu khác nha các chị ơi. Em dành thêm cho mình 1 phút nữa để chốt được cái giá này nha. Em còn 3 size thôi, đó là size M, size L và L, tầm khoảng 60kg trở xuống vừa. Chị Bùi Loan đồ bộ, chị ơi comment mã là 1239 nha chị nha. Với lại mình chia sẻ like dùm em nha. Bên ở bên góc á, màn hình nó có cái nút chia sẻ đó, các chị mình bấm chia sẻ dùm em nhé. Nhấn viết bài rồi nhấn vào chia sẻ các nhóm nha các chị. Rồi 1239 chốt sale luôn là 69k mẫu này. 69k mẫu em đang mặc trên người, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng chờ sai nha. 1239 1239 và kèm trong điện thoại 69k thôi các chị, rất là rẻ luôn. Ai lấy mẫu này các chị comment liền giùm em ngay bây giờ nè. 30 giây nữa cho mình săn mẫu này luôn nha. 1239 chúc chị Hằng Nguyễn nè. 1239 chị Hào Lụa nè, 69k nhớ chia sẻ giùm em chị Hào Lụa ơi. Ai chưa chia sẻ mình chia sẻ liền rồi mình hẳn lên đơn nha, cả nhà chúng thôi là bị sót đơn á. Tại vì không có huy hiệu chia sẻ là mấy bạn sẽ là tạm thời bỏ qua đơn hàng đó các chị. Chị Mỹ Nguyễn 1239 này kèm thêm số điện thoại với lại chia sẻ like dùm em nha các chị. 1239 giá 69k lỗ vốn nha các chị. Ai lấy mẫu này các chị đặt liền 69k bộ em đang mặc, lên đơn gấp dùm em nha các chị yêu nha. 1239 kèm số điện thoại cho em luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi, lên đơn hàng liền nha. Lên đơn hàng liền ngay bây giờ cho em và để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng nè. Với số điện thoại em chưa hàng giá em sale là 69k bộ này, quá rẻ luôn các chị. 3 size cuối cùng cho nhà mình, size M, size L và size XL nha. 3 size cuối cùng em chốt luôn là 69k lỗ vốn luôn nha các chị yêu nha. Rồi chị nào mình lấy đặt liền dùm em nhớ là chia sẻ like 3 lần và gộp đơn hàng nha các chị. Tại vì sản phẩm này shop sale là lỗ vốn luôn, nên là một cái sản phẩm này thôi thì em giao chụp em không có giao được. Đó em nói thiệt luôn là không giao được, tại vì lỗ lắm rồi. Nên là mình nhớ là mình gộp đơn thêm một sản phẩm gì đó nữa để em giao cùng nha. Chị Thanh Lương 1239, chị Mỹ Nguyễn 1239 này nhớ là gộp đơn hàng dùm em nha các chị ơi. Và nhớ là chia sẻ like nha. Hai điều kiện quan trọng là trong live ngày hôm nay là chia sẻ 3 lần đó trên tường nhà vào các hội nhóm. Thứ hai là mình gộp đơn hàng cho em nha. Rồi giá là 69k thôi nha. Tiếp tục nè. Tiếp tục em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu khác nha. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng cho em là mã hàng vừa xịn hoặc em chốt đơn nha. Rồi chờ em một chút nha. Em sẽ lên đầm ôm body đuôi cá đi nha các chị. Đây lên đầm ôm body đuôi cá cho các chị mình đây. Em có cái mẫu đầm này với mã sản phẩm là 1270 nha. Một hai bảy mươi đầm em đang mặc trên người hôm nay sale luôn nha các chị ơi. Rồi 1270 đầm này em chốt sale luôn, còn có 169 thôi nha các chị. 169k mẫu này, chị nào mình lấy đặt liền giùm em. Mã sản phẩm đầm em đang mặc đây là DA1270 nha các chị. Sale luôn 169k mẫu đầm này. 169k mẫu này, chị nào mình lấy đặt liền. Chỉ có duy nhất trên live, không áp dụng ngoài live. Đó. Ai lấy mẫu này đặt liền, giá bình thường các chị mua sẽ là 299, trong live nèm chốt 169k luôn nha các chị. 169k mẫu này 1299 hả chị, rồi để tí nữa em lên sau nha. 1239 chị cỏ bốn lá này nhớ chia sẻ like và gộp đơn giùm em nhé. Chị Nga Nguyễn 1239 ok chốt cho chị 69k nè. Chị Thanh Phạm 1239 chia sẻ like giùm em và gộp đơn giúp em nha. Chị Thanh Lương nữa nè. Rồi bây giờ tiếp tục nha, 1270 giá bán bình thường là 299k. Thì ngày hôm nay mình được săn sale luôn là 169k nha các chị. Có phải là quá rẻ hay không? Em đảm bảo chắc chắn 100% không bao giờ mình mua được cái giá này bên ngoài thị trường hết á. Em nói thiệt luôn á, chắc chắn luôn. Rồi ngày hôm nay em sale cho các chị mình nha. Ngày hôm nay em sale cho các chị mình mẫu đầm này là chỉ có giá là như thế này, là 169k như thế này là rất là rẻ luôn. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền dùm em là 1270 nhá. 1270 kèm số điện thoại mã nào 69k vừa lên luôn á chị. Đồ bộ đó chị ơi, 1239 nè, nhưng mà điều kiện là chia sẻ live và gộp đơn nên là mình chưa chia sẻ, mình chia sẻ dùm em với chị. Chị nào có cái huy hiệu người chia sẻ ở trên cái nick của mình ấy thì em sẽ chốt nha. Hệ thống sẽ lọc ấy, hệ thống sẽ lọc chị nào có cái huy hiệu người chia sẻ là sẽ chốt đơn. Nên là các chị mình ráng chia sẻ like dùm em nha. Rồi đây các chị nè. Em cũng đang lên mẫu nhanh đó chị, chứ bình thường một mẫu sẽ like lâu hơn rất là nhiều đó chị. Chị chịu khó nha, đợi giúp em.
Rồi tại vì ở đây nhiều chị á mới vô live lắm, khách vô live liên tục à, em qua mẫu nhanh khách xem không có kịp. Rồi đây này các chị ơi, 1239 nha, giá 69k, 69k rồi nha các chị nào lấy đặt liền nha, 69k mã 1239 nha, gồm hai món quần và áo đồ bộ nha các chị ơi, 69k quá rẻ. Rồi bây giờ nha các chị, mỗi đang mặc trên người đây là 1270 là đẹp chưa đó, chị nào lấy đặt liền giùm em nha. DA 1270 ngày hôm nay sale chỉ có 169 thôi. Dạ mẫu này thì tầm khoảng 40 kg, 65 kg vừa chị nhàn đặng ơi. Mẫu này em có đủ size luôn á. Và đuôi cá là vạt xéo này các chị không. Nên là khi các chị bước đi á, các chị đứng lên ngồi xuống cũng vậy, rất là thoải mái. Mình mặc nó không có bị khó chịu, không có bị chật chội. Rồi cái phần thân áo, cái phần này nè, nó có đính nút cọc trai cho mình nữa ha. Các chị thấy hàng eo là đúng chuẩn chưa, eo là ngang của chỏ tay nè. Form đuôi cá này rất là đẹp luôn nha. Ngoài ra thì shop sẽ có mang cho mình thêm một tông màu nữa, đó là cái tông màu vàng như thế này. Thì màu vàng mã là 1269 và màu xanh là 1270. Chị nào mà thích lấy màu nào thì mình lấy nha. Nhanh tay nha các chị ơi, hôm nay á từ 299k mà sale thẳng xuống còn có 199 à. Rất là rẻ luôn, chị nào thích đặt liền giùm em nha. Màu vàng là 1269 và màu xanh là 1270. Hai màu sắc cho mình nha các chị ơi. Rồi chỉ có giá 169k như thế này, quá rẻ luôn. Cái này em sale là lấy tương tác nha. Chị Lê Lan Phương ơi, rồi nhớ chia sẻ like giùm em luôn nha các chị. Ai chưa chia sẻ mình chia sẻ giùm em liền nha các chị ơi. Hôm nay sale là cực kỳ rẻ luôn các chị. Hôm nay sale là cực kỳ rẻ luôn nhá. Chị nào ưng ý đặt liền. 1269 màu vàng và 1270 màu xanh. Giá bán bình thường á là mình mua là 299, còn trong livestream này mình săn sale á là chỉ có 169 thôi. 169k đầm em đang mặc nha. 169 thôi, có quá rẻ hay không? Rồi ok nè chị Ngọc Nhi, em chốt cho chị nè 1270 nè. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Comment cho em là mã nè với số điện thoại nha các chị. Mã hàng và kèm trang số điện thoại em chuyển hàng chuyển sai luôn. 1270 và kèm trang số điện thoại liền nha các chị ơi. 169k thôi, hai màu. Màu vàng là màu 1269. Màu vàng 1269 và màu xanh là 1270. Hai mẫu này shop sale đồng giá hết xuống còn 169k, trong khi bình thường bán là 299. Đó, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em ngay bây giờ để em chịu hàng chịu sai nha cả nhà nha. Rồi ok chị Lan Phương, rồi mình nhớ chia sẻ like giùm em để cái mình được ưu tiên chốt đơn với giá sale nha chị nha. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu đầm này đặt liền giùm em nè. Thay vì bình thường mình mua cái giá bình thường mọi người mua là 299, hôm nay mình chỉ mất có vài giây chia sẻ like là mình được giảm ngay thẳng xuống còn có 169 thôi. Rất là rẻ nha cả nhà ơi. Màu vàng là 1269 và màu xanh là 1270. Hai màu sắc cho mình lựa chọn luôn nha các chị. Sale là còn có 169k mẫu đầm em đang mặc trên người. 169k thôi nha các chị ơi. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ em chịu hàng nha các chị. Lên đơn liền cho em nhá. Ok chị Thanh Hiền, em chốt đơn hàng cho chị. Chị Ngọc Chi, em chốt đơn nè. Rồi còn chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em luôn. 1269 là màu vàng nha. Rồi màu xanh là 1270, hai màu sắc cho mình lựa chọn và giá ngày hôm nay shop sẽ sale cho các chị mình chỉ có là 169 thôi. Eo 86, 67 kg, eo 86 hả chị? Eo 86 thì mình mặc cũng được á chị. À, nếu như mà thật ra cái mẫu đầm này chưa coi giãn là size 2X, nó là eo 84. Nó coi giãn rồi thì tầm eo 86 nha, là mình mặc và tính thêm độ coi giãn luôn rồi là vừa ôm với mình luôn đó nha chị nha. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. Màu vàng là 1269, màu xanh 1270, hai màu nào cũng xinh hết. Đó, 169k thôi nha các chị. Vải này là lụa mango. Các chị mặc nó mát lắm và không có bị nhăn nhầu, không có bị khó chịu nha. Rồi bây giờ thì em sẽ lên tiếp một cái mẫu đầm nữa cho các chị mình luôn. Ai lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em, mã với số điện thoại liền nha cả nhà. Rồi đợi em vài giây nha các chị, em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm nữa nè. Ai thích mẫu nào comment sớm giùm em mã hàng với số điện thoại nhé. Rồi ở đây em có thêm cho mình một cái mẫu đầm sơ mi đây. Đây này cả nhà ơi, siêu phẩm luôn nha. Siêu phẩm luôn nha các chị ơi, đây là DA1248 nha. 1248 là đầm sơ mi. Đó, mẫu đầm này thì phía trước nó sẽ có điểm nhấn là có một cái hàng nút gỗ nè các chị. Có một hàng nút gỗ chạy dài từ trên xuống dưới luôn. Và nó có sẽ nhẹ xíu như thế này. Có túi và dây khóa kéo là đằng sau.
Mã đầm em đang mặc trên người đây là 1248 và giá như bình thường các chị mua là 299k luôn đó nha các chị. Còn riêng trên line này các chị được chốt sale luôn nè, 199 mà thôi. 199k mẫu đầm này thôi nha các chị ơi. Rồi chốt liền nha các chị. Chốt đơn liền trên line này dùm em nha. Giá sale là 199k thôi, mã này là DA1248 nha. 1248 và kèm cho em số điện thoại luôn nè. 1248 và kèm cho em số điện thoại, em chốt sale ngay bây giờ cho các chị mình luôn. Là chỉ có giá là 199.000 đồng mẫu đầm này. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người, chị nào lấy đặt liền. Ok nè, chị Thanh Như em chốt 1248 cho chị nào, 199k. Với giá bình thường các chị mua là 299 nha. Bây giờ mà tắt like rồi mình mua vẫn là 299k. Tại shop mình xa xôi mình chạy đến shop mua cũng là 299k, chứ không có giảm thêm. Còn trên like này các chị được chốt luôn là chỉ có 199 thôi nha. Ai lấy mẫu này đặt liền cho em nè. Đầm có túi nha các chị ha. Dây khóa kéo đằng sau cho mình, form đầm chữ A thì các chị mặc lên người nó rất là gọn và che bụng rất là tốt luôn nha. Lụa này là lụa mango là khỏi che rồi, mặc êm lắm. Đó, mặc êm lắm nha các chị, có túi luôn nè. Rồi em chốt sale luôn cho mình ngày hôm nay là chỉ có giá là 199k mẫu đầm này. Chị nào ưng đặt liền giùm em. Bật mí cho nhà mình nè. Em còn một màu nữa. Em còn màu vàng. Nhưng mà cái màu vàng này á là em chỉ còn là XL với 2X mà thôi. Size M với size L thật ra cũng còn, mà mỗi size nó còn có một cái à. Size M, size L còn có một cái à, còn lại tập trung là ở size XL 2X. Như cái đầm em đang cầm đây là cái XL nè các chị thơm. Đó. Rồi mẫu này nha. Vàng là 1247, màu nâu là 1248. Rồi bây giờ chị nào thích vàng nè, lấy cho em 1247. Đặt cho em là 1247 nha. Em sale luôn là 199k. 199k, em chào chị Lê Bùi. Rồi dạ được, nhưng mà chị nhớ là chia sẻ với là mình comment mã số điện thoại dùm em luôn nha chị nhà đồng ơi. Rồi bây giờ các chị ơi, mẫu này của em nè, 1247 màu vàng nè và 1248 màu nâu nè. Hai màu này đều sale đồng giá xuống còn 199 hết nha. Rồi 1248 cũng còn đủ size, nhưng thật sự là size M chỉ có một cái, size L có một cái, còn lại là chị là XL với 2X thôi nha. Còn lại là XL 2X, chị nào ưng mình đặt cho em là 1247 màu vàng. Còn các chị muốn chắc ăn hơn, đủ size hơn thì các chị lấy cho em cái này đi. Cái đầm này là hiện tại đang có đủ size nè các chị. Đó, mẫu đầm này em chốt sale là chỉ có là 199.000 đồng mẫu đầm này nha. 199k, 40kg đến tầm khoảng là 65kg là vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Ai lấy mẫu này các chị đặt sớm giùm em. 1247 màu vàng, 1248 màu nâu em đang mặc. Sale với giá chỉ có là 199.000 đồng đầm em đang mặc trên người nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ luôn để em chịu hàng chưa xa nha. Nhanh tay mình lên đơn sớm nè các chị ơi. Tranh thủ nha, quá đẹp luôn nè. 199k thôi nhé. Đó, hai màu sắc cho mình. Màu vàng 1247 chủ yếu là còn XL 2X nha. Còn size M còn một cái, size L còn một cái. 1248 thì được sai nè. Đó, nhanh tay lên đơn liền giùm em nha. Sale với giá chỉ có là 199.000 đồng, quá rẻ. Ok chị Ngọc My em chốt đơn. Rồi xong chưa các chị? Bây giờ thì em sẽ lên sale thêm một cái sản phẩm nữa cho các chị mình nữa nha. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền giùm em luôn. Chị nào mình lấy mẫu nào tranh thủ lên đơn hàng liền giùm em ngay bây giờ. Trang cái mã số nè và kèm trong số điện thoại em chốt đơn hàng. À đây các chị ơi, em sẽ có thêm cho mình một cái mẫu đầm này nè. Ngày hôm nay shop sale là cực kỳ rẻ luôn nha. Một cái mẫu đầm chất vải lụa Nhật, hai nhí rất là xinh. Đây nè cả nhà ơi, cái mẫu này xinh lắm luôn. Mẫu dài, dạ có mẫu dài. Tí nữa em sẽ mặc maxi cho mình sau nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người nè, ai lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ luôn. Mã này là DA1297 nha các chị. DA1297 đầm em đang mặc trên người nè. Em sẽ có cho mình là 4 size ML, XL và 2X luôn nha các chị. Các chị trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Và ngày hôm nay ở trên cái livestream này em sẽ sale mẫu này cho các chị mình luôn với giá chỉ có 199 thôi. 199k thôi, lên đồ bộ hả chị? Rồi ok, đợi em xíu em lên đồ bộ tiếp cho mình nha. Rồi hôm nay đồ bộ là sale rất rẻ, tranh thủ mình săn sale nha cả nhà. Rồi bây giờ mẫu nào đầm này em chốt sale luôn cho các chị mình nha. Dùm em
Nhanh tay nào cả nhà ơi, đừng đặt trễ quá nha. Giá bán bình thường của em á, tắt like rồi, hết chương trình rồi mình mua lại là 299. Còn nếu như mà các chị đặt ngay bây giờ, mình sẽ được chốt giá là còn có 199k. Nó tăng lên 100 ngàn đồng hết chương trình sale đó các chị ơi. Nên là chị nào mình thích mẫu này đặt liền cho em nha. DA1249 và kèm số điện thoại em chịu hàng. Lên đơn liền dùm em nha. Lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ nha. Form đầm xòe và xòe đuôi cá rất là xinh. Ở đây nó có hai cái vạt tà đắp chéo lại với nhau nè. Phía đằng sau là dây khóa kéo nha. Mẫu này rất là xinh luôn các chị ơi. Mẫu này trẻ tuổi mặc cũng được và trung tuổi mặc cũng được nha. Ai thích mẫu này đặt liền để em kèm bớt cái phần eo lại cho mình xem rõ cái form của nó nè. Rồi mã đầm này của em là DA1297. 1297 ngày hôm nay sale luôn cho các chị mình. Chỉ có giá là 199 ngàn đồng đầm này. 199k rẻ quá các chị. Mẫu đầm này thì em cũng rất là mê nên là em cũng có một cái luôn các chị. Mặc lên rất là thoải mái, dễ chịu và nó co giãn đó cả nhà ha. Rồi mẫu này em sale luôn cho mình, chỉ có giá là 199k mà thôi. 199k chị nào ưng đặt liền giùm em nhé. Ok chị Tuyết Nga, em chốt đơn hàng cho chị luôn nè. Rồi ok chị Ngọc Trang nha, có sai chị yên tâm. Mã này là 1297 sale giá 199. 1297 sẽ giá 199k. Cái chất lụa Nhật này nó mặc nó rất là mát và nó không có bị nhăn nhầu nha cả nhà. Rồi ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền cho em nào. Mã sản phẩm này là DA1297, 1297 và kèm số điện thoại nha. Xuất sắc chưa nè các chị ơi. Ai bỏ lỡ mẫu này là cực kỳ tiếc luôn á. Hôm nay em chốt sale cho mình luôn, chỉ có giá là 199k thôi. 1297 và kèm số điện thoại liền cho em nha. 1297 chốt sale giá 199 ngàn đồng. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ mình lên đơn liền nào cả nhà. Comment cho em là mã nè với số điện thoại này, em trừ hàng trừ sai liền trên like cho các chị mình luôn nha. Cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt. Với giá sale này em chỉ áp dụng duy nhất trên like, em không áp dụng ngoài like nha. Chị nào mình thích mẫu đặt liền giùm em DA1297 và kèm số điện thoại nè. Ok chị Đặng Như, em chốt 1297 cho chị nè. 199 ngàn đồng mẫu này. 199 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn liền cho em nha. Nhanh tay nha cả nhà ơi, bỏ lỡ cực kỳ tiếc. Vải này êm lắm và nó có co giãn luôn, từ chiều dọc và cho tới chiều ngang cho các chị mình luôn nha. Chốt sale liền cho em nha. Rồi bây giờ đồ bộ thì em sẽ lên tiếp cho mình đây. Đồ bộ em sẽ có mẫu này sale cực kỳ rẻ. Các chị đã chia sẻ hay chưa? Nếu chưa mình chia sẻ liền giùm em nha. Ai chưa chia sẻ mình chia sẻ like luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi đợi em một chút xíu nha, em mặc cho mình mẫu đầm này. Đây nè cả nhà ơi, lên đồ bộ tiếp tục nè. Mẫu này á là DA1260. Đó, 1260 sale luôn này, các chị mình nghe giá nè. 89k cái bộ này. Form dài nha. 89k rồi, rẻ chưa? Trời ơi. Chắc chắn 100% bao giờ các chị mua được cái bộ đồ bộ bên ngoài mà giá này đâu các chị. Vải này là lụa mango êm lắm. Có túi luôn. Quần là quần lưng thun và quần lưng bạc nha các chị nhá. Đó, và có túi hai bên. Vải lụa mango thì mặc rất là mát, không nhăn nhầu. Rồi em sao lỗ luôn 89k, nhớ mình chia sẻ like và gộp đơn giúp em. Dạ, chị Trương Hường ơi, hôm nay cái đầm đó em giảm 100 ngàn rồi và em miễn ship nữa là chết luôn. Chị nhớ gộp đơn cho em từ 597 ngàn đồng trở lên, em miễn ship toàn quốc nha. Thậm chí là hôm nay có những cái mẫu mà em sao lỗ này là phải nói là phải chia sẻ và gộp đơn hàng em mới chốt được, em mới giao được luôn á. Hôm nay giá rất là rẻ đây nè. Cái mẫu này coi như là lỗ luôn rồi, nên là các chị ráng chia sẻ gộp đơn giùm em nha. Hôm nay rẻ lắm rồi cả nhà ơi, mua một sản phẩm em chưa có miễn ship được nha. Thậm chí em lỗ vốn luôn rồi cả nhà. Rồi bây giờ là chị Trần Liên 1297 là ok chị nè. Rồi chị nào lấy đặt liền giùm em nha. Đồ bộ nè, chị ơi đặt mã giùm em đi chị Thúy Phạm. Tại vì đồ bộ em nhiều mã khác nhau lắm, không có mã là mấy bạn sẽ không có biết. Rồi mẫu này nha, 89k, mã này là 1260. Mã này là 1260, ngoài ra có cái màu này nè. Chị nào thích thì mình đặt luôn. Đây, mẫu này là 1259 nè. Mẫu này 1259, nền của nó nền màu đen. Hoa cúc á nha các chị, hoa cúc họa mi, cái này nền màu vàng.
Màu đen là 1259 và màu vàng là 1260. Hai cái mẫu này em sẽ sale cho mình là 89k rồi nha các chị. 89k mẫu này chị nào lấy lên đơn liền giùm em. Chị nào lấy lên đơn liền giùm em ngay bây giờ em chốt sale nha cả nhà nha. 89k. Rồi tranh thủ lên đơn liền nha các chị, em có hai màu nha. Áo quần là có túi hết. Rồi, dài là tới phần cổ chân như thế này nha. 1260 là màu vàng, 1259 là màu đen. Giá em sale là 89k. Rồi chị nhàn đạo 1260 này nhớ chia sẻ like giùm em nha chị. Rồi nhanh tay lên các chị ơi, ai chưa chia sẻ mình chia sẻ gấp giùm em nha. Chứ hôm nay các chị ơi lỗ vốn, em chỉ lờ được chia sẻ mà thôi, không chia sẻ là không chốt đơn được nha. Không chia sẻ là không chốt đơn được đâu. Rồi bây giờ nè, 89k một bộ nha. 1259 là màu đen, 1260 là màu vàng, 89k một bộ thôi. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền. Chị Hồng Đào 1260 ok chị luôn. Rồi chị Bùi Loan 1260 chốt cho chị nè. 1259 1260 cho chị Tuyền Nguyễn luôn nè. Rồi nhớ chia sẻ like nha các chị, ai chưa chia sẻ gấp giùm em ạ. 1259 màu đen, 1260 màu vàng, có hai màu để mình lựa chọn. Ồ, 1259 hết size L rồi các chị ơi. 1259 hết size M và size L rồi nha. Các chị ơi, cái màu đen này hết size M và size L rồi, chỉ còn XL với 2X thôi. Bây giờ chị nào mà mặc size L, các chị tăng lên cho em XL nha. Cái bộ này nè, hết size M và L rồi mình tăng lên XL giùm em nha. Tại vì quần lưng thun mà mặc thoải mái lắm. Chị Thúy Phạm 1260, 1259 nè. Rồi chị nào lấy đặt liền giùm em. Nhớ đặt sớm và chia sẻ like giùm em nha cả nhà ơi. 1259 màu đen còn size XL và 2X. 1260 màu vàng còn đủ size. Sale giá chỉ có là 89k. 89k lỗ vốn nha. Chia sẻ like và đặt gấp giùm em trường hàng. 89k một bộ thôi nha cả nhà. Quá rẻ luôn các chị ơi. 89k một bộ thôi, vải này mặc mát vô cùng. Không có bị nhăn nhầu, không có bị khó chịu dễ trơn nha. 89k rồi, chốt nhanh nào. Em dành thêm cho mình đúng 1 phút nữa nha. Em dành cho mình đúng 1 phút nữa nha. Các chị chốt lệ đi nào cả nhà ơi. Đúng 1 phút nữa cho hai mẫu này nha các chị. Rồi em sẽ qua mẫu khác. Chỉ có 89k thôi và giá sale này chỉ áp dụng duy nhất trên live, còn lại là ngừng sale. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em nha. Nhanh tay lên cả nhà ơi. 1259 cho chị Nguyễn My. Rồi 1260 cho chị Thanh Đoàn sale nè. 89k số lượng ít lắm nên là các chị cố gắng đặt liền kẻo hết hàng nha. 89k thôi nha cả nhà ơi. Ưng mẫu này lên đơn liền 1260 rồi ok chút chị Phương Anh nè. Cho em thêm số điện thoại nha chị ơi và nhớ chia sẻ like giùm em. Nhớ chia sẻ like giùm em nha. Màu đen là 1259, màu vàng là 1260. Chỉ có giá là 89k thôi. 89k một bộ, nhanh tay mình chốt đơn liền. 1259 chị Hào Lụa nè. Rồi chị nào lấy nữa đây nhanh tay là chia sẻ like giùm em luôn nha các chị. Chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nha. Quá rẻ luôn các chị ơi, 89k một bộ nha. Vải này mặc mát vô cùng luôn á. Rồi, nhanh lên các chị ơi, 30 giây nữa. Mình còn 30 giây nữa để chốt nha. Nhanh lên nào, rồi em chuyển qua mẫu khác luôn. Còn 30 giây nữa để chốt được mẫu này nha, còn là em qua mẫu khác nè. Rồi chị Lan Lê 1260 cúc vàng nè, ok chị luôn nè. Giá là chỉ có 89k mà thôi. Còn chị nào chưa đặt nữa không, mình đặt liền giùm em nha. Quá rẻ, bộ này bình thường các chị mua sẽ là 239 nha. Tắt like này mình mua lại cũng là 239k. Còn khi các chị lên đơn hàng ngay lúc này, mình được chốt là chỉ có 89k. Hiện tại đây là cái giá giống như giá Black Sale đó các chị ơi. Giá lát sale trong buổi tối ngày hôm nay. Ai lấy mình đặt liền cho em nha. 89k một bộ ạ, à, quá rẻ luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm dài nha. Nãy có chị kêu lên đầm dài nè. Ai lấy mẫu nào các chị đặt liền giùm em. Là mã hàng với số điện thoại nha. Mã hàng và kèm cho số điện thoại. Em chuyển hàng chuyển size nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Rồi tiếp tục, em sẽ mặc cho mình một cái mẫu đầm maxi. Đây, chị nào thích maxi thì có thể chọn ngay mẫu đầm này, đẹp lắm luôn. Đây nha cả nhà ơi, đây là DA1278 nè. Lửng, đồ bộ lửng là nãy em có mặc rồi đấy, không biết là chị xem kịp chưa. Đồ lửng nãy em có cái bộ này nè. 1239 chị, 69k luôn, 1239 69k. Đó, chị nào ưng đặt liền, 1245 hết size L chị Nga Nguyễn ơi. Rồi, đây các chị 1239 đầu bộ lửng nè, 69k luôn, lỗ vốn. Chia sẻ like nha các chị, có chia sẻ sẽ được lên đơn. Rồi, bây giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu maxi nè.
Anh lên cho mình một cái mẫu maxi nha, quá đẹp luôn. Trời ơi, mẫu này các chị tranh thủ lên đơn sớm nha. Cổ tròn tay lỡ có túi hai bên và cái phần eo này nè các chị. Cái phần eo này là nó sẽ là có bo chun và co giãn cực kỳ là nhiều. Mặc êm lắm. Mặc êm mình không có cảm giác là bị khó chịu, bị cấn vô làn da gì hết nha. Và mẫu này em còn 3 size, đó là size M, size L và size XL. Mã này là 1278. Nhưng mà chị nào mà hết size X rồi cứ lấy XL mặc cho em bao vừa. Tại vì á, đầm này co giãn nhiều mà cả nhà. Khổ tính ra khổ vải của nó rất là to luôn á, nên là XL là tầm khoảng 65 hoặc 70 kg vẫn vừa. Ngoài 60 nè, ok chị Hoa Nguyễn Kim nè. Rồi bây giờ 1278 nha. Mẫu này là các chị ơi, đáng lẽ mình mua 300 mấy thì hôm nay em sale luôn còn 199 luôn. 1278 sale 199k 40 kg đến 70 kg vừa. 1278 chốt sale giá 199k maxi nha. Chị nào lấy đặt liền giùm em chuyển hàng chuyển sang nè. Nhanh tay nha. Mặc mẫu nào chị ơi, cạnh màu đỏ là mẫu nào? Mặc mẫu cạnh màu đỏ hả chị? Cạnh màu đỏ là một chị lấy một kêu em mặc màu tím hay là màu vàng? Cái màu tím hay màu quên màu à? Màu gì ta? Màu xanh hay là màu vàng? Chị mặc màu xanh hay màu vàng để em biết nha. Rồi, đầm ngắn rồi, từ từ chị ơi. Mặc đầm ngắn thì các chị kêu lên đầm dài, mặc đầm dài các chị kêu lên đầm ngắn. Từ từ em sẽ mặc hết cho các chị mình xem nha. Rồi, bây giờ ai lấy mẫu này các chị đặt cho em là DA1278 kèm cho số điện thoại 1230 á. 1230 nãy giờ em không lên 1230 này, chị Bích Thủy bị nhầm mã rồi đúng không? Chị comment lại giùm em nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người đây là DA1278 và giá ngày hôm nay em sale là 199k. Hai lớp là cái chị lớp lót bên trong nè, các chị thấy chưa? Từ cái lớp lót bên trong thôi rất là mịn êm mát rồi các chị. Rồi mặc rất thoải mái luôn nha. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ. 199k một cái đầm này thôi nha các chị. Hôm nay sale rất là rẻ. Ai lấy mẫu này các chị mình đặt liền giùm em. Ngay bây giờ để em chừa hàng chừa size nha cả nhà. 1278 ok chị Bích Thúy luôn nha. À em bật mí cho nhà mình nè. Cái đầm này em còn một màu nữa. Nếu mà ai thích thì mình lấy luôn. Đây, màu này, màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt mã sản phẩm 1277 nha. 1277 thì nó đi hết size M với hết size XL. Nó còn cho mình size L với lại size 2X. Mã này là 1277 nè. Nó cũng vậy. Von hoa anh nhũ nè. Đó, von hoa anh nhũ đẹp lắm. Đây là 1277 nha. Các em đang cầm cũng là cái size L. Cũng chưa có ủi luôn á. Các chị cầm lên cho cả nhà xem luôn á. Mặc làm sao em giao như vậy hết cho cả nhà nên mình yên tâm nha. Đó, bình thường mặc size M, bây giờ hôm nay có size L. Nè cả nhà nhìn cái lớp lót coi, trời ơi xịn sò chưa? Lớp lót bên trong của bên em nè, đẹp không? Mặc êm lắm. Đó. 1277 là màu hồng nha. Màu hồng nhạt, còn đây là 1278 là màu hồng đậm đây. Em sale cho mình là chỉ có giá là 199k 1278 chị Khánh Ngọc nè, cho em thêm số điện thoại. Màu xanh ok chị Phan Hường nha. Rồi tí nữa em mặc mẫu này cho chị xem thử. Rồi ai lấy mẫu đồng em đang mặc trên người nhanh tay nha. Maxi là các chị đẹp quá chừng. Lên đơn liền giùm em chịu hàng chịu sao nha cả nhà. Rồi 1277 màu hồng nhạt nè. Và DA1278 là màu đậm em đang mặc nha. Đều là có túi và hai lớp hết, phải xịn lắm. 199k là quá rẻ cho một mối tình. Các chị nhìn cái lớp lót cho em thôi là đủ biết là phải xịn cỡ nào rồi nè. Các chị thấy chưa? Từ lớp lót bên trong cho đến lớp lót bên ngoài, các chị nhìn cái chất cho em đi, quan trọng là chất lượng. Là các chị nhìn từng đường kim mũi chị đi. Hàng bên em bán mẫu này đáng lẽ các chị mua 300 mấy đó các chị, 390 đó, mà bây giờ các chị mua chỉ có giá là còn có 199 thôi. Bộ lượng chất liệu là tôn lụa nó mát và không nhăn nhầu nha chị Nguyễn Mến ơi. Mình yên tâm đi, đến với shop em về chất vải là các chị yên tâm, các chị thấy thậm chí lớp lót bên em cũng may là vải xịn cho mình rồi. Nên là một cái sản phẩm mặc dù hôm nay các chị nghe giá rất là rẻ, nhưng mà thật sự đây là tại vì chương trình sale nó có giá này, chứ chất lượng của nó là đảm bảo vượt ngoài cái tầm giá mà mình mua nha. Rồi 1278 chị Trần Thị Hoa nè. À, rồi chị nào lấy nữa đặt liền dùm em nhanh tay. 1277 là màu nhạt nè, 1278 màu đậm nè, 199 199k lên đơn liền dùm em ngay bây giờ nha. Rất là đẹp. Đầm này thì nói chung là 40 kg đến 70 kg, 75 kg gì đó các chị cứ đặt đi. Bên em tư vấn size cho có thể vừa hết cho các chị mình luôn á. Tại vì eo nó co giãn tới tầm 100 luôn á. Em qua mẫu màu xanh kia nhá. Cái màu xanh này hôm nay em mặc cái size nó là size XL rồi. Đây các chị sẽ thấy nó hơi bị to nha. Mình nhìn đỡ dùm em cái form vậy ha.
Nè cả nhà ơi, đây, cái này em mặc size to nha, cái này em mặc XL luôn á. Mã này của em là DA1258 nè cả nhà. 1278 cho chị Khánh Ngọc, ok chị nè. Rồi bây giờ là 1258. Các chị ơi, bọn hổ đầm này em còn hai size cuối, đó là size XL 2X và riêng ở trong cái line này nha. Nếu mà chị làm lên đơn ngay bây giờ luôn sẽ được chốt với giá ưu đãi. Em chốt luôn 149.000 đồng mẫu này thôi. Rồi lên đơn liền cho em nào các chị ơi, 149.000 mẫu này. DA1258 kèm số điện thoại, xả kho 149.000 mẫu này. Rồi chị nào mình lấy lên đơn liền dùm em ngay bây giờ nha. Đầm nó có túi nha các chị. Và chất vải này là tôn lụa, chất vải này là lụa mango. Lụa mango có co giãn nha các chị. Đó, có co giãn luôn và còn có hai size cuối cùng thôi. Đó là size XL, size 2X nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền, giá ngày hôm nay shop sẽ chốt sale cho mình á là chỉ có là 149.000 thôi. Zoom có luôn chị, sau mẫu này mặc zoom cho. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt tiền dùm em, mã này là 1258. Mã này là DA1258 và sale trên line này cho các chị mình. Chỉ có giá là 149.000 đồng mẫu này. 149.000 mẫu này, chị nào ưng ý đặt liền dùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng chuyển size 149.000 thôi nha. 1258 và kèm cho em số điện thoại luôn. Nhanh tay các chị ơi, chị Nguyễn Hà 1278, ok chị nè. Rồi 1258 mẫu này em chốt sale luôn 149.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng comment sớm dùm em ngay bây giờ. Cho em cái mã số nè và kèm cho em số điện thoại em chuyển hàng. 1258 xả kho. 1258 em xả kho nha, 149.000. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng sớm ngay cho em luôn. Làm mã hàng với số điện thoại em chốt đơn, nhanh tay lên các chị ơi, đừng đặt trễ quá, hết chương trình sale uổng lắm nha. Giá này là quá rẻ luôn á các chị. Chỉ có duy nhất trên line này thôi mình được chốt cái giá sale này. 149.000 đầm em đang mặc. 149.000 mẫu đầm này. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. DA1258. Em dành thêm cho mình 30 giây nữa nha để mình chốt mẫu đầm này. 1258 là mẫu này này chị Loan Lê. Đầm em đang mặc đây là 1258 nè. Còn 1278 là maxi nha chị. Có chừng mình nhầm mã đó các chị ơi, mình nhầm một số rồi nó sang mẫu khác liền rồi. Đây là 1278, giá sale là 199.000. Rồi, bây giờ các chị ơi, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền. Đồ bộ lận mã là 1239 nha chị Nguyễn Mến ơi, nhớ chia sẻ like dùm em, giá 69.000 làm sao lỗ vốn, áp dụng cho ai chia sẻ nha. Rồi chị Minh Hiếu nè, 1258 em chốt cho chị luôn 149. Chị Bích Thúy 1258 chốt sale 149.000, chị comment lại mã dùm em chị Bích Thúy nha. 125 1258 nè, cho chị Ngọc Nhàn em sale nè 149.000. Nhanh lên các chị ơi, hàng ngày này em có rất là ít. Các chị cũng thấy là nó chỉ còn có hai size mà thôi, đó là XL với 2X. Nên là hôm nay các chị chốt đơn nhanh kẹo hết hàng nha. 149.000 mẫu này. Em là em đang phải mặc XL này các chị, nên nó to. Các chị thấy cái phần vai phần tay nó to. Đó, em phải cười bớt lại rồi, không còn size nhỏ để mặc nữa. Rồi 1278 có hai màu chị ơi. Mà em có giới thiệu rồi mà. 1278 là em có giới thiệu rồi nè. Đây hai màu. 1277 là màu hồng. 1278 là màu màu hồng đậm. Nói chung màu đậm màu nhạt để cho dễ. Màu nhạt là 1277, màu đậm là 1278, hai mẫu này sale 199.000. Đó. 1277 màu hồng nhạt, 1278 màu hồng đậm sale giá 199.000. 1258 hết rồi, chị hết size nhỏ rồi. 1258 chỉ còn size lớn thôi, XL với 2X thôi. Như các chị thấy đây, em cũng phải mặc size lớn luôn rồi. Em không còn size nhỏ để mặc nữa. Đó, hàng này hàng lẻ size em xả nhanh luôn nha các chị. Giá này sale không lợi nhuận rồi. Lỗ vốn luôn rồi, các chị có 149.000 mà thôi nha. Rồi, nhanh tay nha các chị, thiết kế cổ giặt nước cho mình rất là đẹp luôn á. Đầm này mà mặc đúng size lên form rất chuẩn đẹp cho các chị mình luôn á. Là tiếc mà em bây giờ em chỉ còn size lớn nên mặc đỡ vậy thôi. Rồi, giờ em sẽ chuyển mẫu khác nha. Em sẽ chuyển mẫu khác cho các chị. Ai lấy mẫu nào đặt liền giùm em. Comment mã hàng với số điện thoại em chốt sale nha. Rồi cả nhà ơi, em lên xả hàng nữa nè. Có một cái mẫu đầm này hôm nay em sale giá sốc cho các chị mình luôn. Ai thích thì mình cứ lên đơn hàng cho em nha. Cho em cái mã số kèm số điện thoại em chốt đơn luôn nè. Trời ơi, đầm rất đẹp luôn.
Chốt lẹ luôn nha cả nhà, chuẩn bị sẵn số điện thoại trước đi cho các chị ơi, để mình săn cho nó nhanh luôn. Chị Lành Minh ok 1258. Chuẩn bị sẵn số điện thoại đi cả nhà, hàng này em gần hết rồi. Cái đầm này em gần hết hàng rồi. Size L có chị nào size L không? Size L còn đúng một cái kìa. Size L còn đúng một cái luôn đó. Size M em còn có 7 cái thôi. XL hay X mỗi size mười mấy cái. Xả nhanh 119k luôn nè các chị. Trời ơi rẻ không? Vải này la dông, chất la dông co giãn tốt lắm. Co giãn chiều dọc chiều ngang luôn. Phần eo nó chít eo nhẹ nè. Đó, form chữ A. Mặc lên gọn người á. Rồi em sale cho các chị ngày hôm nay là chỉ có giá là 119k luôn nha. Đạo đô rồi ok, chị để tí nữa em mặc luôn nha chị ha. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nha. DA1255. DA1255 và kèm cho số điện thoại nha. DA1255 và kèm cho số điện thoại. Em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình ạ. Chỉ có giá là 119k, đầm em đang mặc trên người 1255. Chị Khánh Ngọc 1258 ok chị luôn. Rồi bây giờ các chị ơi mẫu này nha, 1255 chất là dòng co giãn tốt, êm mềm mát thoải mái. Giá ngày hôm nay em chốt sale 119k. Chốt sale cho mình giá chỉ có 119k mẫu này thôi. Chị nào lấy gạch liền đầm beo ok chị tí nữa em mặc luôn nha. Rồi chị nào mình thích mẫu đầm em đang mặc trên người đây, lên đơn sớm cho em nào cả nhà. Lên đơn hàng ngay bây giờ em chốt sale luôn nha. Mã này là DA1255, chỉ có duy nhất trên like. Giá sale là 119k lỗ vốn luôn. Sale lỗ vốn luôn. Chị nào mình thích mẫu này gạch liền giùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng chuyển size 1255 kèm số điện thoại. Xong chưa các chị ơi, tranh thủ nào, lên đơn liền em chuyển hàng. 1255 chốt sale giá 119k. Ok chị Ngọc Trang em chốt 1255 nè. Rồi chị Phương Đặng em chốt 1255 cho chị nè. 119k đầm này, 119k xả nhanh nha. Cái này xả lỗ vốn rồi nha các chị. Nhớ là chia sẻ like và mình đặt liền xả lỗ vốn mẫu này luôn. Trong cái live stream này 119k. 1255 và kèm trên điện thoại nha. 1255 kèm điện thoại nhanh tay lên cả nhà ơi. Comment cho em đúng cú pháp mã hàng kèm số điện thoại em chốt đơn nè. Nhanh tay lên các chị đừng đặt trễ quá, nó hết chương trình sale đó nha cả nhà. 119k, 119k thôi các chị ơi, quá rẻ. Vải này là mát, êm mềm, không nhăn nhầu nha các chị ơi. Đảm bảo mặc là bao ghiền luôn. Rồi sale nha, trên like giá chỉ có là 119k. 1255 cho chị Khánh Ngọc nè, 1255 cho chị Ngọc Chi có nè. Giá hôm nay mình gộp đơn đơn từ 597.000 đồng trở lên là em sẽ miễn ship toàn quốc nha. Đơn từ 597.000 đồng trở lên em sẽ miễn ship toàn quốc cho các chị, cố gắng mình gộp đơn nha cả nhà ha. Dạ được, xem hàng chị nào muốn kiểm hàng cứ báo bộ phận tư vấn viên là bên em sẽ hỗ trợ cho mình nha. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục em lên mẫu khác đảo đô ha, lên màu đảo đô cho các chị. Khi mà chị nào muốn kiểm hàng á thì lúc mà mấy bạn chốt đơn hàng á, các chị báo luôn ngay lúc đó. Các chị kêu mấy bạn là em ơi cho chị kiểm tra hàng. Thì mấy bạn sẽ chất vô cái đơn. Mấy bạn sẽ chất vô cái đơn là được kiểm tra hàng. Là shipper người ta thấy cái chú thích đó là người ta ra tới nơi người ta mở cái hàng ra cho mình xem luôn. Rồi em lên thêm cho mình một mẫu nữa nha. Bộ lửng mã là 1239 chị Nguyễn Mến ơi. Đó, nãy em kêu các chị rồi, đặt là mình đặt hàng á, mình phải đặt mã số luôn. Chứ không thôi mình không có mã là mấy bạn sẽ không biết mình đặt mẫu nào hết. Đầm beo đợi em xíu nha các chị. Rồi, bây giờ em lên mẫu này nha. Màu đỏ đô. Em sẽ lên yêu cầu theo thứ tự. Chị nào kêu em mặc trước em sẽ mặc trước nha. Rồi, đây là DA1296. Đây là một cái mẫu mới bên em luôn á chị ơi. Mà giờ bán gần hết luôn rồi nè. 1296 đạo đô rất đẹp nha. Đạo đô này là khỏi chê luôn. Vải là em phải nói là cái vải này cực kỳ xịn luôn các chị. Đây là chất tuyết mưa lại một. Vải này nó dày dặn nè, nó êm, nó mềm cho mình nè. Và nó có co giãn luôn á. Có co giãn luôn. DA1296 và hôm nay đặc biệt mình được sale nha. Còn có 259.000 đồng thôi đó. Đạo đô nha, sắp tới Noel, sắp tới Tết rồi. Đấy chị sắm liền ngay cái đầm đạo đô này mặc nè, xinh lắm. Đạo đô là không có kén tuổi nè, không có kén da luôn nha. Ai lấy mẫu này đặt liền với thiết kế cổ vét như vậy các chị mặc sang và mặc đi làm, mặc đi tiệc, đi chơi đều được ha các chị ha. Đó, sale với giá chỉ có là 259.000 đồng thôi. Ok chị Hào Lụa em chốt đơn hàng nè. Rồi ok chị, rồi các chị nào mình thích mẫu nào cứ lên đơn, chị Lan lên em chốt đơn hàng cho chị luôn nha. Mẫu
đang mặc trên người đây là DA1296 và giá này nè, nếu mà bình thường các chị mua cái đầm này sẽ là 299k và riêng trên line này các chị chốt sale là 259 nha. Riêng trên line này các chị chốt sale là 259k mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này các chị lên đơn hàng liền nào. 1296 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1296 và kèm cho em số điện thoại, em chốt sale ngay bây giờ cho mình luôn. Chỉ có giá 259.000 đồng, phải xịn sò nha. Có túi form đầm thì nó sẽ dài qua gối như thế này, nó rất là dễ mặc luôn. Em chốt sale ngày hôm nay cho mình là chỉ có 259 thôi nha. 259k đầm em đang mặc trên người. Rồi ai lấy mẫu này lên đơn liền cho em nào. DA1296 và kèm cho em số điện thoại nha. 1296 và kèm số điện thoại, đầm có túi luôn. Form chuẩn form các chị ơi. Đầm này nè. Eo là ngang của chỏ tay á. Các chị đo chính xác eo để em tư vấn size nha. Eo là ngang của chỏ tay và túi hai bên. Đó. Form đầm xòe nhẹ, chị nào mà có bụng che bụng hoàn toàn. Chị Lan Lê à, dùng đơn đúng không chị? Mình dùng đơn đúng không? Hai mẫu đúng không? Mẫu này với cái sao đỏ đô. Chị Lan Lê thêm cho em số điện thoại nữa nha. Thêm cho em số điện thoại cái mẫu này nè, 1296 hả? Rồi. Ok chị Nhân Tô 1296, chị Nhân Tô có số điện thoại chưa, bổ sung giùm em luôn. Ok chị Nguyễn Mến, em lên đơn hàng luôn. Rồi ai lấy mẫu này đặt liền nha, đỏ đô đẹp lắm. Chuẩn cực kỳ luôn. Cái chị nè, cổ vết phải xịn lắm. Đẹp từng đường kim mũi chị cho mình luôn á. Em là tiếc ghê, shop này shop bên em không may size S mà eo em thì 62 cả nhà ơi. Mà size M thì nó tầm eo 72, coi giả nó thì tầm eo 74 vậy thôi nên là em mặc nó hơi rộng nhá. Nên em kẹp bớt lại xíu. Chị Thanh Lương 1296 ok nè, sale 259 thôi, rẻ quá chừng. Cái màu đỏ đô này nó dễ mặc vô cùng luôn các chị ơi, không sợ kén tuổi, không sợ kén da gì hết. Tết tới nơi rồi, Noel tới rồi các chị ơi. Nên là các chị sắm liền cái đầm này mặc nha. À, mà tính ra bây giờ đầm đỏ là chỉ có một mình mẫu này thôi. Đầm đỏ giờ shop chỉ có mỗi mình mẫu này thôi. Nè các chị, cái này là cũng nó luôn á. Này cũng nó luôn á. Trời ơi, cầm cái đầm là thấy nặng tay luôn rồi các chị. Cầm là thấy nặng tay về nha các chị, cầm cái hàng coi. Nặng mà nó dày dặn luôn á, vải xịn. Hàng chất lượng cho mình luôn. Hàng này hàng chất lượng cho mình luôn á, sale chỉ có giá 259 ngày hôm nay. Hết chương trình em tăng giá lại nha các chị ơi, là 299 nha các chị. Rồi, chị nào lấy đặt liền, đẹp mua rồi, em cảm ơn chị Lan Nguyễn nè. Đó, em rất là mong chị nào nhận được hàng rồi cho em review sản phẩm nha. Rồi, ok chị Lan Lê nè, 1296 nè, chị chờ em xíu nha, tí nữa em lên đầm kia luôn nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt liền dùm em chữ hàng. Lên đầm màu vàng. Màu vàng này hả chị? Thật ra nó là một màu khác của cái mẫu này luôn. Vậy để em cầm sơ sơ mình xem được không hay. Hay các chị có muốn em mặc lên luôn không? Hay là cầm thôi? Tại hai này giống nhau các chị ơi, không khác gì hết, chỉ khác màu thôi. Chất vải cũng y chang, thiết kế y chang nha. Đẹp lắm, dày dặn. Trời ơi, cái này khỏi chê luôn. Màu vàng bò nha các chị. Các chị ơi lưu lưu giúp em cái màu vàng bò này nè. Nó nhiều khi lên hình màn hình điện thoại á, mỗi người nó hiển thị cái màu nó sẽ chuyển màu khác nhau các chị. Nên là nó sẽ có chênh lệch một chút xíu, nên là các chị nhớ du di qua dùm em nha. Cái màu vàng bò này hay bị vậy. Đó. Rồi, màu em mặc á thì em da mặc sam dâm vậy à. Em không có dao khác màu, không có dao khác hàng trên line mặc. Nhưng mà là do độ phân giải màn hình nó cả mỗi người nó mỗi khác nhau, sợ nó chuyển màu đó chị. Thì em nhắc trước vậy thôi, thật ra độ chênh lệch không bao nhiêu hết, nhưng mà em nói trước để mình du di dùm em nha. Đó, cái này thì không phải lỗi lại em, nhưng mà em cũng sẽ nhắc kỹ luôn. Rồi bây giờ nha, màu vàng bò, các chị có thể lên Google mình xem cái màu vàng bò là cái màu như thế nào cũng được. Rồi bây giờ nè, đây là 1290, sale giá là 259k luôn. Trong cái line này em sale 259k luôn. Chị Hồng Nhung mua một cái váy mua một cái rồi, màu vàng đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hồng Nhung. Đó, cả nhà thấy chưa? Hôm nay là có các chị nhận được hàng khen rồi, thì các chị yên tâm cho em rồi ha. Màu vàng bò nè, đó, chị là thích mình đặt liền. Màu vàng bò đẹp chưa? Đây là 1290 nha các chị. Hôm nay là đặc biệt sale rất rẻ nha, 259. Lưu giúp em, có thể sau hôm sau các chị sẽ thấy em báo giá cao hơn rồi nha. Chương trình sale này em chỉ tổ chức đúng trên line này thôi, còn lại là ngừng sale đó các chị, em tăng giá lại. Nên là ai mà mình muốn săn sale các chị đặt liền. 1290 là màu vàng. Các chị nhớ mã chưa? 1290 màu vàng, 1296 là màu đỏ. 1296 màu đỏ, em mặc làm sao làm giao hàng y chang vậy hết. Các chị thấy hai cái đầm tay treo nè. Đó, y chang vậy thôi, không khác gì hết nha. Ai mua hàng shop em nhiều mình biết rồi. Rồi giá em sale là 259 nha.
Màu vàng là 1290, màu đỏ là 1296. Đồng giá sale hôm nay là 259k nha các chị. 259k cầm cầm nặng tay luôn nè các chị, hàng chất lượng vô cùng luôn. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng liền nha. 1296 màu đỏ đô, 1290 là màu vàng, hai màu sắc cho mình lựa chọn. Giá này sale là 259 nha. Chị nào thích màu vàng đặt liền cho em nào. Chị nào thích màu vàng đặt liền cho em nào. 1290, 1290 kèm số điện thoại cho em. 1290 kèm số điện thoại. Rồi. Dạ, rồi ok chị Thanh Lương, chị Thanh Lương nha, chốt cho chị hai mẫu nè. Chị Thanh Lương có số điện thoại chưa, nói chung mình bổ sung giùm em luôn nha. Rồi màu vàng mã này là 1290, màu đỏ này là 1296 nha. Ok chị Ngọc Trang, em chốt đơn hàng cho chị luôn. Rồi ai lấy mẫu nào đặt liền. Dạ vải này là vải tuyết mưa chị ơi. Vải này xịn lắm, dày dặn, vải này tuyết mưa loại 1 nha. Vải này tuyết mưa loại 1, nó mềm lắm. Nó mềm mà nó êm nha các chị. Nó mềm mà nó êm cho cái chị mình luôn. Cái chất này là miễn chê luôn. Với lại nó còn có co giãn nữa. Nó còn có co giãn cho mình luôn các chị nè. Nè cả nhà em test vải cho mình xem nè. Dạ rồi chị Nhân Tô 1290 ok chị luôn. Đó. Màu vàng bò là 1290. Màu đỏ là 1296 nha. Vải nó dày dặn, êm mềm và có co giãn luôn. Nên là cái chị mặc rất là thích. Nãy giờ thì các chị cũng thấy khách bên em nhận được hàng và khen rồi đó ha. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em. 1290 vàng bò, 1296 màu đỏ nha. Rồi body hả chị. Rồi đợi em nha. Để mặc đầm beo xong rồi em lên body cho cả nhà xem nha. Em lên đầm beo xong lên đầm body cho các chị. Tiếp tục nè. Nãy có chị kêu em lên đầm beo nè. Hiện tại cái đầm beo và là em treo trên sào thì ở đây cũng có một cái nè, nhưng mà nó lẻ size rồi đó nha các chị. Bây giờ ai thích thì mình chuẩn bị sẵn số điện thoại đi, vì nó gần hết hàng rồi và giá ngày hôm nay thì giá sale luôn nha. Mẫu đầm tiếp theo đây nè cả nhà ơi. Dạ được, chị nào muốn kiểm tra hàng cứ báo với bộ phận tư vấn viên, lúc mà mấy bạn gọi điện chốt đơn cho mình ấy, mày cứ nhắn trước qua phần tin nhắn hoặc nhắn ở đây cũng được, kêu em ơi cho chị kiểm tra hàng nha là được nha. Rồi hai độ rét luôn rồi hả chị. Giờ sao giờ bên em thì bên em, tại vì bên em không đợt này lại không có may, không có may may đồ mùa đông rồi các chị ơi. 1255 1296 ok chị Hồng Phượng. Rồi và bây giờ mẫu này là DA 1208. Ôi trời ơi, còn có 2 ít à các chị. Hết hàng rồi. Còn 2 ít à. Đẹp quá mà tiếc quá, giờ còn 2 ít thôi. Ai vừa mình đặt nha, sale 199k. Xuất sắc. Siêu phẩm đó các chị ơi, mã này là 1208. 1208 và kèm cho em số điện thoại nào. Em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà. Là giá nó chỉ có là, chỉ có giá là 199k. Size 2X, eo tầm khoảng 84 hoặc 86, 88 gì đó, mặc vẫn vừa. Chị Trương Hường, chị Trương Hường đỏ đô 1296, cho em thêm số điện thoại luôn chị nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người đây, mã sản phẩm đây là DA 1208 và giá ngày hôm nay shop sẽ sale cho các chị mình nha. Chị có là 199k đầm này. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền cho em nha. DA 1208 199k, giá bình thường các chị mua sẽ là 299, chỉ có ngay bây giờ các chị đặt được chốt là 199 mà thôi. Bây giờ nó còn 2 ít thôi à. Hết sai kia, mấy sai kia rồi các chị. Có chị nào vừa 2 ít đâu. Chị nào vừa mình lên đơn luôn nha. Chị nào may mắn vừa mình lên đơn luôn nè. 1208 199k. Đẹp lắm. Xuất sắc đó các chị ơi. Bây giờ mà ai mê mẫu này quá, không có sai 2 ít là, không có XL lấy 2 ít cũng được. Chị nào mà mặc XL không có sai, mình lấy sang 2X đi các chị ơi. Đẹp lắm. Rồi 1208 chị Lan Lê. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em nha. Ok chị nè. Rồi chị nào mình đặt hàng nhanh tay, bây giờ em lên body. Nãy có chị kêu lên body. Ơn mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em. Là mã hàng nào với điện thoại em chốt đơn nha. Mẫu tiếp theo lên cho mình một cái đầm body.
Rồi, mẫu tiếp theo nha cả nhà. Đầm body mà body bạn này nó có co giãn rất là nhiều nên là khi các chị mặc thoải mái lắm. Mã này của em là 1316 nha. 1316. Một ba một sáu ngày hôm nay đặc biệt sale luôn, để báo giá sale cho các chị nha. 1316 chốt sale hôm nay á, 169 luôn á, 169k. Nếu mà bình thường các chị mua đầm này 299 nè, dạ 56 kg vừa nha chị ơi. Mình cứ đặt hàng, mình lấy mẫu này đúng không hay là mẫu nào chị? Không thì mình thích mẫu nào mình cứ đặt trước đi, rồi cho em chiều cao cân nặng sơ đo ba vòng, vừa mấy bạn chốt không vừa mấy bạn cũng sẽ báo cho mình biết luôn. 1258 là chị. Đây này chị ơi. Đây 1258 là mẫu này. Mẫu này đang sale xả hàng còn có 149 thôi. Chị nào lấy đặt liền giùm em, nhanh tay nha cả nhà. Đây. Đầm cổ giọt nước, còn hai size XL với 2X. Đó, 1258 còn hai size XL 2X sale còn 149k. Nãy em có mặc like rồi đó các chị. Rồi bây giờ nha. 1316 các chị chốt đơn liền nào các chị ơi, sale còn có 149.000 đồng mẫu này. Rồi cả nhà ơi, cái chất rất là đẹp nha. 1316 và kèm cho em xin hỏi luôn cả nhà, sale luôn trên live chỉ có 169k đầm em đang mặc trên người, quá rẻ. Nếu mà hết chương trình sale này mình mua là giá 299k. Còn nếu mà các chị lên đơn hàng ngay bây giờ á là mình sẽ được chốt với giá chỉ có là 169.000 đồng nha. Đặt ngay bây giờ sẽ được chốt là 169k, hiện tại đang lên chương trình sale khi mà các chị lên đơn hàng ngay bây giờ. Đây mình nhìn kỹ giùm em cái chất vải xịn sò nè, trời ơi đẹp quá nè các chị. Cái này nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trên line nè, nó có cái độ lấp lánh đẹp ha. Và cái vải này nó có co giãn nha. 1316 này co giãn tốt đó các chị. 40 kg đến 65 kg là vô tư mặc vừa, em có 4 size nha. ML, XL và 2X. ML, XL và 2X chị nào mình lấy đặt liền giùm em, ngay bây giờ em chuyển hàng chuyển size. 1316 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1316 và kèm xin hỏi luôn, nhanh tay nha cả nhà. Chốt sale với giá chỉ có là 169.000 đồng. Giá bán bình thường của bên em sẽ là 299k. Giá bán bình thường sẽ là 299k. Còn nếu mà các chị lên đơn hàng ngay bây giờ thì sẽ được chốt là 169k. Body tay lỡ hả chị? Body tay lỡ đợt này thì không có hàng rồi chị ơi. Hình như đợt này không có hàng, chưa có hàng rồi. Nếu mà chị thích thì có gì sắp tới bên em may sau nha. Rồi mẫu đầm em đang mặc trên người đây là DA1316. Sale luôn trên line này chỉ có giá 169.000 đồng. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn 1316 và kèm xin hoặc em chuyển hàng nha. Dạ bộ này thì em không có màu đen rồi. Mẫu này em có một màu thôi, không có màu đen. Mã này là DA1316 nha tay. Chốt sale luôn chỉ còn có giá là 169k. 169k là quá rẻ luôn á, 1316 nha. 124 hết hàng rồi chị Vân Huỳnh ơi. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt liền nha. Mẫu này nó có hai lớp nha các chị ơi. Mặc êm ái, thoải mái, dễ chịu luôn. Nhanh tay mình lên đơn hàng liền, em chốt sale cho cả nhà mình nha. Rồi giá em chốt sale luôn chỉ có giá là, chờ em một xíu sạc cái điện thoại nha. Ui sao mà không vô vậy? 169k mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền giùm em. Ngay bây giờ nha, 1316. Sao mà không vô? Rồi, ok. Ủa chưa ok nữa. Cái gì đợi em xíu nha, em cắm sạc cái điện thoại này. Nó bị lỏng. Rồi. 1316 nha. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em. Ok chị Lan Minh. Dạ sơ mi da beo hồi nãy là chị nó còn có 2X là chị Hồng Lan ơi. Nếu mà hôm nay có thể cái chị mình chốt mình gộp đơn đi. Mình gộp đơn 597.000 đồng trở lên mình được miễn ship. Đơn hàng 597.000 đồng trở lên mình sẽ được miễn ship toàn quốc nha các chị. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em luôn. DA1316 nha.
1316 và kèm số điện thoại chốt sale với giá chỉ có là 169.000 đồng mẫu này. 169k mẫu đầm này, chị nào ưng ý đặt liền giùm em 1316 nha, nhanh tay mình lên đơn hàng về giùm em. Ngay bây giờ em chốt sale nha, 169k. Ok chị Nguyễn Ngân chốt đơn mẫu đó. Rồi ok tí nữa em kiểm tra còn em sẽ like nha chị Vân Huỳnh nha. Rồi 1316 và kèm số điện thoại chốt sale với giá chỉ có là 169.000 đồng. Rồi có chị Phương Minh ơi, nếu mà body màu khác hay gì đó thì còn em còn một số mẫu đầm body nữa thì chị nào thích thì tí nữa sẽ lên sau cho mình luôn nha. Rồi 1316 còn ai mình lấy mẫu này nhanh tay sale luôn 169k. 169k mẫu đầm này. Ưng ý mẫu này các chị đặt liền, vải này nó có co giãn nha. Vải này nó có co giãn mặt rất là thoải mái luôn. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền cho em 1316 nha. Bây giờ nè, có chị hỏi 1236. 1236 là một cái mẫu đầm sơ mi hoa cúc bản to nè, 1236. Thì còn luôn, ôi trời ơi, hôm nay sao nó còn cả XL nữa nè, bữa em thấy nó có size 2X thôi. Chết rồi, cái đầm này bữa em lên chương trình sale rất là rẻ các chị ơi. 1236 này nè, chờ em một xíu nha. Body màu khác thì tí nữa em sẽ mặc nha, cả nhà đợi em một chút nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em mã hàng với số điện thoại em chiều hàng. Đây cả nhà ơi, mặc cái form hơi to ha. Này em mặc tới size 2X đấy các chị. Bữa nó còn 2X à. Hôm nay còn tự nhiên kho kiểm kho lại sao lại thấy sót kho lại 15 cái size XL nữa nè. Mà bữa còn ít nên là sale rẻ luôn rồi. Giờ lỡ rồi em sale luôn nha. Lỡ rồi sale rẻ luôn. Mẫu này là 1236. Em chốt này cả nhà ơi. Cái đầm này nha, bắt buộc phải có chia sẻ like em mới chốt được. Còn không chia sẻ là không chốt. Thứ nhất là chia sẻ 3 lần. Thứ hai là gộp đơn hàng. Như cả nhà, cái này là điều kiện bắt buộc luôn. Tại vì cái giá mà em sắp báo cho các chị đây là một cái giá mà lỗ vốn luôn nha cả nhà. Không đủ tiền vải, không đủ tiền công may luôn, em vẫn sale đây. Em còn 2 size nha, XL 2X 99k mẫu này. Rẻ quá rẻ luôn, 99k mẫu này. Chia sẻ 3 lần, ai mà mình đặt hàng á là phải có cái huy hiệu chia sẻ mới chốt nha. Ai không có huy hiệu chia sẻ không chốt đâu, nên là các chị chia sẻ liền cho em đi. Chia sẻ gấp giùm em đi. Em còn cho mình size XL và còn cho mình size 2X, hai size cuối cùng. XL và 2X, bữa nó còn 2X à, hôm nay tự nhiên còn sót kho lại size XL nữa nè, hai size đó. Rồi chị Vân Huỳnh 1236 XL và 2X, chị ơi nhớ chia sẻ giùm em luôn nha. Hôm nay em sao lỗ lắm, các chị thông cảm giùm em là phải có lượt chia sẻ like. Và thứ hai là mình gộp đơn hàng giùm em nha. Tại vì giá hôm nay là lỗ vốn thực sự rất là rẻ luôn rồi các chị ơi. 99k một cái đầm như thế này, lời đâu ra, lỗ luôn là đó. Lời mỗi lượt chia sẻ mà thôi. Rồi đây giờ các chị nhìn giùm em form này, nó sẽ già là tới che bắp chân của mình. Có túi luôn, có co giãn luôn. Đó. Em đang mặc size lớn, em kẹp bớt đằng sau lại nha các chị. Chứ cái này cái form của nó như thế này nè. 2X là eo của mình tới tầm khoảng eo 88-90 vẫn vừa nha. Vải này nó có co giãn các chị ơi. 1236 này eo 88-90 vẫn ok mặc được luôn ấy. Co giãn tốt, chất lượng mango. Mã này là DA 1236, sale giá 99k. Chị nào vừa lên đơn liền giùm em nha. Quá rẻ luôn, 99k đầm sơ mi nè. Chia sẻ like và mình chốt đơn liền. 1230 là một cái đầm gấm Asitasi á, chị Bùi Loan. Đó. Sao chị hỏi mẫu đó thế? 1230 em thì chưa có mặc. Em nãy giờ em không có mặc, không biết nó còn hàng hay không nữa. Lâu lắm rồi em không mặc đầm đó luôn. Em thấy nó hệ thống nó còn hai cái size M. Nó ở đâu rồi ta? Em không thấy nó ở đây. 1230 nó còn hai cái size M thôi chị. Đó chị vừa mình lên đơn. Chị Minh Hiếu Đăng ơi, chị chưa chia sẻ nè. Chia sẻ giùm em nha chị, tại vì cái này em lỗ rồi chị. Đó, ai chia sẻ em chốt đơn 99k. Thứ nhất là chia sẻ, thứ hai là gộp đơn giùm em nha. Đó, mẫu đầm này thì phải có gộp đơn và phải có chia sẻ mới chốt được. 99, cái này em chưa có ủi nha. Mặc lên cho mình xem đỡ form vậy ha. 99k, rẻ quá. Cái này rẻ quá rẻ luôn. Và với giá này em chốt đúng trong cái tối này ngày hôm nay thôi. Ngày mai em tăng giá nha.
không có sale giá 99 nữa đâu, giá này 99 cao quá chết luôn các chị ơi. Nên là em chỉ chốt trong đúng tối nay, ai có chia sẻ like gộp đơn em chốt 99k bọn này, 1 2 3 6, quá đẹp. Gộp đơn hàng và chia sẻ 3 lần em chốt đơn nha, 99k mã này là 1 2 3 6. 1 2 3 6 và kèm số điện thoại rồi, xong chưa cả nhà ơi? Tranh thủ lên đơn liền cho em nha, 99k. Chị Lan Lê nè, 99k, 65 kg nè, có mã chưa chị? Có mã chưa? Chị comment mã cho em là 1236 nữa nha. 1236 99k, 1236 cho chị Ngọc Tiên 99k luôn. Chị Ánh Mi em chúc 1236 luôn. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, xong chưa nào, chuẩn bị qua mẫu khác nè. Rồi body mẫu khác thì bây giờ em lên luôn cho nhà mình. Chị nào thích body thì ở đây em có cho mình mẫu này cũng rất là đẹp nè. Để em mặc lên cho các chị xem. Chị nào mình thích mẫu nào đặt gấp giùm em nha. Nhanh tay cả nhà ơi. Đây, 13, 13, 14. Đây, các chị, trời ơi, đẹp quá. Xuất sắc chưa? Bây giờ mà chị nào mà thích mẫu này, các chị lên đơn luôn nha. Trời ơi, đẹp quá. Mẫu đầm này sẽ có cho mình là 4 size. M lớn là 2X. DA 1314, cả nhà ngắm trước cái vải đi nè các chị. Trời ơi. Xuất sắc chưa các chị? Nhung và nhung kim tuyến nha, lấp lánh, đủ màu sắc luôn. Cái vải này cực kỳ êm nha, hàng này hàng cao cấp em nhập về, cái vải này giá thành rất là cao luôn. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale luôn, chỉ có 299 mà thôi, mã này là 1314. 73 kg, chị muốn hỏi mẫu nào chị Chi Nguyễn ơi? Cái mẫu 13 1236 vừa nãy là vừa, chị có thể vừa size 2X luôn. Còn cái đầm này thì tầm 65 kg trở xuống nè, 1314 nha, 65 kg trở xuống vừa, đẹp quá. Dây khóa kéo đằng sau. Lên form chuẩn form luôn nha cả nhà, ngắm giùm em cái form đầm đẹp quá chừng. 4 size, đầm này may 4 size M, L, XL và 2X, chị nào vừa mình lên đơn. Mã này là DA1314 nha các chị. Có co giãn chất nhung ánh kim hàng cao cấp nha, 390 là giá bán bình thường mình mua. Còn nếu như các chị đặt bây giờ được chốt luôn 299. Đặt bây giờ em chốt luôn 299k mẫu này nha. Chị Kiều Thúy nè, ok nhưng mà nhớ chia sẻ like dùm em luôn nha chị Kiều Thúy ơi. Rồi đầm này là 390 sale trên like và chỉ có 299 ngàn đồng. 299k mẫu đầm này, mã là 1314 nha. 1314 và kèm cho em số điện thoại luôn, quá đẹp luôn các chị ơi. Ưng mẫu này các chị lên đơn liền nè, 1314 và kèm số điện thoại. Chỉ có giá là 299. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ưng mẫu này các chị lên đơn gấp giùm em nha cả nhà, đẹp quá, siêu phẩm luôn. Mẫu này ưng mình đặt liền giùm em, mẫu vừa qua 73 kg mình mặc vừa luôn các chị. Đầm đó co giãn nhiều và cái form nó to, chị Nguyễn nha, chắc chắn vừa. Chắc chắn vừa luôn nha chị, mình cứ đặt đi, mình lấy 2X là vừa. Rồi bây giờ đầm em đang mặc thì tầm 65 kg trở xuống nha. Mã này là DA1314 nha, 65 kg trở xuống mình mặc vừa. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn được giùm em, 1314 và kèm cho em số điện thoại luôn. Sale với giá chỉ có 299. Trời ơi cái đầm nó đẹp rụng tim luôn các chị ơi. Cái chị trời, rồi mình coi cái chất coi nè. Sao đẹp dữ thành về nè. Xuất sắc quá. Êm lắm luôn nha các chị. 1314 nha. 1314 chỉ có 299k. Em đang có đủ size luôn. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em là 1314 và kèm cho em số điện thoại nha. Bỏ lỡ cơ hội săn sale này là cực kỳ tiếc luôn đó các chị ơi. 1314 và kèm cho em số điện thoại luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em 1314 nha. Dạ 65 kg vừa mẫu này nha chị Lan Lê. 65 kg mình mặc vừa size 2X luôn nha. 1314 cái mẫu này là không thể nào bỏ lỡ được. Thực sự luôn các chị ơi, mẫu này không thể nào bỏ lỡ được nha. Quá đẹp luôn. Đầm này mặc sang ha. Trời ơi, vải này các chị ơi, nguyên cái vải này thôi là nhập vải, nhập hàng, nhập cái vải này về thôi là giá nó biết bao nhiêu tiền rồi. Giá thành rất là mắc luôn. Mà bây giờ em sale cho mình trên like có 299 thôi, đáng lẽ mình mua là 390 đó các chị. Đáng lẽ mình mua là 390 mà bây giờ mình săn sale trên line này của em mình mua có 299 mà. Giá hôm nay là mình được sale rồi nha cả nhà. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền giùm em 1314 và kèm cho em số điện thoại nha. 1314 nha cả nhà ơi. 1314 kèm cho em số điện thoại, em chịu hàng nhanh tay mình lên đơn liền giùm em chịu hàng nè. Đấy cái này nó có co giãn nè. Cái này nó có co giãn nè. Đầm này 40 kg, 65 kg vừa chứ. Thoải mái luôn. Này các chị nè, co giãn nè. Co giãn 4 chiều mà vải này co giãn 4 chiều cho mình nè.
Rồi chị nào mình lấy đặt liền mã sản phẩm này là DA1314. Ai thích mẫu này các chị đặt cho em cái mã số nha. Và kèm trong số điện thoại em chịu hàng. Nhanh tay mình lên đơn liền giùm em nha các chị ơi, 1314 siêu phẩm nha. Cái này chốt liền nha. Cái này mình chốt liền trên la luôn chứ, tại vì cái mẫu này em thấy đơn hàng đi rất là nhiều rồi. Giờ em không còn nhiều hết trơn á, 1314 này nè. Để xem có bị lẻ size nào chưa. Size M, size L chuẩn bị hết size nha các chị. Hai size M và size L chuẩn bị hết hàng luôn rồi. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. 1314 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1314 nha. Size số lớn bây giờ em không có. Em hàng là ở trên kho, giờ em đang trong phòng live chị ơi. Giờ mà mình muốn xem là em phải chạy lên kho lấy đó chị. Nên là thôi được rồi, mình cứ đo cho em cái số đo của mình đó chị. Số đo chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng đi, bên em tư vấn size cho dễ chị nha. Với cái bạn này mình yên tâm luôn là có co giãn nè. Nó có co giãn nè, mình mặc thoải mái nha. 1314 và kèm trên xin hỏi luôn. Chốt sale ngay bây giờ cho mình. Chỉ có giá là 299k. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Lên đơn liền dùm em ngay bây giờ nha cả nhà ơi. Ok chị Thúy Đăng, em chốt đơn hàng cho chị nè, 1314. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt hàng liền dùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng chưa sai. 1314 và kèm sale em số điện thoại. Xong chưa các chị ơi, nhanh tay nha, đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này luôn. Đừng đặt trễ quá, nó hết chương trình sale em bán giá là 390. Còn các chị đặt ngay bây giờ sẽ được chốt sale là 299k. Mã này là 1314 nha, không nên bỏ lỡ mẫu này đâu, quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn, các chị nhìn cho em cái chất coi. Đó, ưng mẫu này các chị lên đơn liền em chịu hàng, 1314 kèm số điện thoại nha. Rồi bây giờ nè, em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em chịu hàng chưa sai nha. Rồi ưng mẫu nào đặt liền. Chị ơi bây giờ mình đo dùm em cái số đo vòng eo cân nặng và số đo vòng eo nè, rồi chiều cao cân nặng dùm em, bên em tư vấn size cho chị nha. Tiếp tục nè, em lên thêm cho mình một cái mẫu khác. Ai lấy mẫu nào đặt cho em cái mã số và kèm số điện thoại liền em chịu hàng luôn. Rồi mẫu đầm tiếp theo nha cả nhà ơi. Đây, sơ mi, lên sàn sơ mi mẫu mới luôn, đẹp lắm, DA1305. Đầm em đang mặc trên người. 1305 đầm em đang mặc. Với bộ cổ sót mà không vừa, có đổi cho chị được không? Tùy mẫu chị. Ví dụ như hàng em mà em sale lỗ vốn và đổi hàng nữa thì em không đổi được. Nếu mà đổi mình chịu chi phí giùm em một chút nha chị nha. Tại vì cái hàng đó là em sale lỗ luôn rồi. Bây giờ mình kỹ xíu mình cho em chiều cao cân nặng số đo vòng eo đi, bên em tư vấn kỹ luôn cho mình chọn size chính xác. Đổi thì vẫn đổi được chị nha. Nhưng mà chị chịu phí giúp em cho phí đổi hàng nha. Rồi bây giờ là 1305. 1305 đầm này nha các chị. DA1305 mẫu đầm này em sẽ có cho mình là 4 size ML, XL và 2X, đẹp chưa? 1305 từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Đó, siêu phẩm luôn nha các chị yêu nha. 1305 cái này chốt liền nha các chị. Hôm nay em sale rẻ 239 thôi. Chị Loan Lê mình muốn nói cái gì vậy? Mẫu cái gì chị Mai Mai Đô là cái gì em đọc không hiểu. Chị Lan Lê. Đầm em đang mặc trên người. 1305, 1305 nha cả nhà ơi. Sale liền trên like này cho cả nhà mình luôn. Chỉ có giá là 239k duy nhất trên like này. Mình được sale mẫu đầm này với giá chỉ có 239k thôi. Mã này là 1305. Có túi form là form đầm sơ mi. Đó, lên form chuẩn cho mình nè các chị ơi, từng đường kim mũi chỉ từ cái form đầm này mặc lên là đúng chuẩn luôn. Che bụng rất là tốt, ai có bụng không lo lộ bụng. Eo là ngang cùi chỏ tay, có túi hai bên. Đó, dây khóa kéo đằng sau và form đầm này nó dài là che gối cho mình ha. Các chị cao hay là chị nào có chiều cao khiêm tốn đều có thể mặc được mẫu đầm này. Mã này là 1305, sale luôn. Từ 200, bình thường các chị mua giá sale trên live em sale 299. Hôm nay em giảm thêm cho mình một nấc nữa xuống còn là 239.000 đồng mẫu này.
239k mẫu đầm em đang mặc trên người, 1305. Rồi chị Nghiêm Thị Thơm ơi, comment lại mã dùm em nha. Cái này là 1305. Rồi giá này sẽ là 299k, 299k. Quên đây nè, cho mình xem đằng sau, phía đằng sau dây khóa kéo nè. Phía đằng sau dây khóa kéo cho các chị mình nè. Đó, phía trước đây. Eo size M là eo nó tầm 72 đến tầm 74 nha. Eo em thì 62 nên mặc hơi rộng, kẹp bớt lại xíu nha. Đây nè, đó, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em luôn. Đầm này mà chị nào có bụng ấy, mình mặc nó che bụng hoàn toàn cho các chị mình luôn. Mã này của em là 1305, chị nào lấy nhanh tay nào các chị, giá em sale cho mình á là chỉ có là 239.000 đồng. 239.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã hàng nạp phiếu xin thoại chốt đơn 1305 và kèm cho em xin thoại luôn. Nhanh tay nha. Đó, các chị nhìn giùm em form đầm nè. Dây khóa kéo đầm sau nha. Đầm này là rất dễ mặc luôn. Bên em may là 4 size nha. Size M, size L, XL và 2X có 4 size cho mình lựa chọn. Nếu mà size M là eo tầm 72, co giãn thì tầm 74. Size L thì tầm 75 đến tầm 77. Size XL thì eo 78 đến tầm 80. 2X thì eo tầm 84 đến 86 trở xuống nha. 1305 chốt sale là 239k nha các chị. 1305 chốt sale 239k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng đi giùm em nha. Đầm này sẽ có túi nha. Đầm này em có may túi hai bên cho cả nhà mình luôn. Vải này thì nó có co giãn cho các chị mình nha. Đây nó có co giãn nhẹ cho các chị. Ai lấy mẫu đầm này các chị đặt liền giùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng trừ size DA1305 nha. Rồi ok chị Nguyễn Mến nha, tí nữa em lên mẫu đó. Chị Vân Huỳnh 1305 ok chị luôn. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền giùm em nha. À, giá em sale cho mình chỉ có là 239k. Chị Vân Huỳnh ơi, mình có số điện thoại chưa? Nếu chưa có mình bổ sung giùm em luôn nha. 1305 ok chị Ánh Thi em sale nè. 239.000 đồng, 239k hết chương trình sale, giá tăng lại nha các chị, chứ không được sale giá này nữa đâu. Nên là chị nào mình muốn săn sale giá này 239k thì các chị đặt gấp luôn ngay bây giờ cho em nha. Chỉ có 239k thôi. 1305 và kèm số điện thoại cho em. Cái tông màu này rất là dễ mặc, da trắng hay là da ngâm mình đều có thể mặc được. Da trắng hay da ngâm mình đều có thể mặc ok hết cho em, mình không sợ bị kén da nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em nè. 1305 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1305 và kèm số điện thoại. Xong chưa các chị ơi? Lên đơn nhanh ngay bây giờ cho em nha. Chị Nguyễn Tuyết em chúc 1305 cho chị luôn. Rồi chị nào mình thích mẫu này đặt liền, ráng mình tranh thủ hôm nay mình đặt và có thể thì mình gộp đơn. Tổng đơn của mình từ 597 ngàn đồng trở lên là sẽ được miễn ship toàn quốc nha cả nhà nha. Rồi lên đơn liền cho em nha các chị ơi, 1305 và kèm cho em số điện thoại luôn. Em chốt sale ngay bây giờ cho mình chỉ có giá là 239k nha. 239k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị comment cho em ngay bây giờ nè, làm mã hàng với số điện thoại luôn. 1305 ok chị Nguyễn Thị Thơm em chốt đơn nhá. Rồi 1m67 nặng 66 cân vừa size 2X luôn nha chị Minh Dương nha. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ, giá chốt sale luôn là 239.000 đồng. Giá sale được áp dụng duy nhất trên live, không áp dụng ngoài live. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền giùm em 1305 nha. Ok chị Mỹ Trang em chốt đơn hàng cho chị 1305 nè. Chị Ánh Tin em chốt 1305 cho chị nè. 1305 chốt chị Minh Dương sale giá 239 nè. 1305 cho chị Thu Thủy nè. Rồi ok chị Mili, tí nữa em sẽ giới thiệu mẫu đó sau cho chị nha. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền giùm em 1305 và kèm cho em xin thoại luôn. 239.000 đồng. Giá sale này áp dụng duy nhất trên live. Ai lấy mẫu này các chị comment liền giùm em ngay bây giờ nha. Để em trừ hàng trừ size liền trên live cho các chị mình luôn. Mã này là DA1305 nha cả nhà ơi, rất là rẻ luôn. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền giùm em nào. Ok chị Ngọc Trang em chốt cho chị 1305 nè. 239k thôi. Nhanh tay nha cả nhà. Rồi bây giờ nè, có chị kêu lên đầm ren cam. Em sẽ mặc ren cam trước rồi em lên cái 1285 sau nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt liền, em trừ hàng luôn. Đợi em một chút xíu nha. Rồi đợi em một chút xíu nha cả nhà ơi. Đây, ren cam là 1289. Hiện tại cái 1289 này á là nó lẻ size rồi cả nhà. Nó chỉ còn có 10 rồi
Không vừa em hỗ trợ đổi size nha chị Minh Dương nha. Đầm em đang mặc trên người đây là DA1289. 1289 mẫu này em sẽ xả kho, em có đúng 16 cái em xả kho. 129k thôi. 129k mẫu này thôi. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em, nhanh tay nha các chị ơi, để kỹ một xíu chọn size chính xác. Mình sắm cho em cái thước dây nhé, mình đo giúp em, quan trọng nhất là cái vòng eo. Đầm nào mà nó có nhấn eo rồi các chị đo kỹ giùm em, eo mình bao nhiêu. Đo giùm em, báo với bộ phận tư vấn viên, bạn tư vấn chọn size chính xác cho mình nha cả nhà. Rồi bây giờ đầm này của em 1289, 16 cái size X em xả kho nè, 129k đầm này. 129k bộ đầm này chị nào lấy đặt liền giùm em, quá rẻ, cái này em lỗ vốn nha các chị. Cái này em lỗ vốn nè. Quá đẹp, các chị nhìn cái vải coi xuất sắc chưa? Hàng cao cấp luôn. 129k. 129k bộ đầm này, mã sản phẩm 1289. 1289 và kèm sinh thoại lên đơn liền giùm em. Chị Nghiêm Thị Thơ, mình comment gì em đọc không hiểu chị ơi. Sao chị? Rồi mẫu đầm này của em là 1289, giá em chốt sale cho các chị mình chỉ có giá là 129.000 đồng. Màu khác thì có kiểu khác thôi chị. Nếu mà em không, ví dụ như tím này nè, kiểu tím như thế này, tay lỡ phong xè, đây là 1250. 1250 em sale 179 nha. Em còn xem M và xem L, 1250 sale 179k. Mã này là 1250, ai thích màu rồi màu tím đặt cho em 1250, sale 179 đồng có túi hai bên. Đó, 179k mẫu này. Chị nào mình thích đặt liền giùm em nha. 1250 179k. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc trên người ai lấy lên đơn. Mã sản phẩm này là DA1289 nha các chị. 1289 chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình, 129 sale lỗ vốn rồi. Chị nào ưng đặt liền nha, size 2X. Em còn 2X thôi. 1289 chị Minh Hiếu đang chốt. 1289 chị Chi Nguyễn chốt. Rồi chị nào lấy nữa đặt liền, còn đúng 16 cái thôi nha, còn 10 bộ, còn 14 cái thôi nha. Còn chị nào lấy nữa đặt liền, giá sale là 129 xả hàng. Xả hàng nha các chị. Giá này sao không có lời đâu, lỗ luôn á chị. Vàng bò có cổ hả chị? Vàng bò em mặc rồi. Ông mà vàng bò em giới thiệu rồi. Mẫu này đúng không chị ơi? Mẫu này là 1290, cái này em sale là 259k. 1290 sẽ giá 259k, chị nào thích mình lên đơn nhé. 1290 sẽ giá 259. 1289 hết hạn sale rồi chị ơi. M29 mặc cho chị coi 1295 hả? Để em xem cái 1295 là mẫu gì nha. Rồi cái chị ơi, 1289 này em còn mười mấy cái nữa thôi nhé. Em sẽ trên line này 129k. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền giùm em ngay bây giờ nha, em chịu hàng, nhanh tay lên các chị ơi. Chờ em một xíu nha. 1295. À, cái 1295 này nó còn có size XL 2X là chị. Size L em hết rồi. 1295 là còn ít là hai thôi. Cái siêu phẩm này hết hàng, hết size rồi. Biết chưa? Bởi vậy á, các chị thích mẫu nào các chị đặt nhanh. Hôm nay là em thấy luôn nha, em thấy mấy chị hỏi cái 1295 này luôn. Đây, đâu rồi? Để mặc cho các chị xem thử 1295 này nè. Nó bán chạy hàng lắm, siêu phẩm luôn. Đâu rồi ta? 1295. Tí nữa đi, tí nữa em thấy cái 1295 em mặc sau nha. Tự nhiên em tìm nó không thấy rồi. Rồi bây giờ 1289 này các chị ơi, chị còn đã size 2X em xả hàng 129k nha. Chợt nhớ ra là em nãy có chị kêu mặc zoom mà em quên chưa mặc nè. Giờ em sẽ lên zoom cho các chị xem. Em tí nữa em lên zoom nha. Ai thích mẫu nào đặt liền giùm em. Mã hàng với số điện thoại em trước đơn. Zoom đâu rồi? Lên zoom luôn.
Mẫu tiếp theo em lên đây là 1282. Đây nè cả nhà ơi, một 289 em có được chốt không? À chị ơi, 1289 chị cứ lên đơn đi, tí nữa mấy bạn sẽ chốt đơn cho hàng cho chị nha, hoặc là nhiều khi trễ quá thì sáng mai mấy bạn chốt tiếp cũng được. Mẫu tiếp theo eo chị 80 mình có thể mặc tầm XL hoặc 2X chị Nguyễn Mến nha. Rồi cái chị ơi, bây giờ em lên cái dung này là 1282. Dung này 1282 là em còn cho mình đủ size nha các chị, 1282. Và giá em xả lỗ vốn này các chị 79k luôn mỗi dung này. Dung này thì form nó hơi nhỏ nha các chị, nên là tầm 35kg đến 60kg vừa thôi. Quá rẻ. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay đặt tiền. Mã sản phẩm này là 1282. Em chốt sale là 79k mẫu này. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền cho em ngay bây giờ nha. 1282 79k. Dung dài, nó có túi hai bên và bên trong là nó có lót thun cô tông luôn. Cái này em sale là sale lỗ đó nha các chị. 79k thôi cái dung này. Chị nào mà mình thích mẫu này các chị đặt cho em nha. DA1282 kèm số điện thoại luôn, 79k dung này. 79k. Chị nào mình thích mẫu dung này, chị nào đặt thì mình đặt hàng luôn. Và nếu mà dung thì các chị nên tăng size xíu, tăng lên cho em tầm khoảng là 1-2 size nhé. 1282 mẫu dung em đang mặc là chất vải von và bên trong nó có lớp lót thun cô tông. 1283 là mẫu khác cho chị Mây Chiều. Không biết mình có nhập mã khác không? Đây nè. Cái này là 1282. Đây là 1282. Nó dài tới phần cổ chân luôn. Nó dài tới phần cổ chân của mình như thế này nha. Đó, có túi hai bên. Có túi hai bên. Rồi, chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. Mỗi em đang mặc trên người đây 1282, chốt sale giá là 79k. Nè cả nhà ơi, zoom nè, 1282 79k. Ai lấy lên đơn liền nha. Mặc làm sao da vậy. Tiếp là cái zoom này thì form này nó hơi nhỏ. Các chị tầm khoảng 60kg trở xuống vừa thôi, không hơn được. Giờ em có thêm à. Zoom sọc là 1280. Zoom họa tiết thổ cẩm là 1281 nữa. 1281 thổ cẩm còn đủ size luôn. 1280 đủ sai luôn, nhưng mà mỗi sai còn mấy cái thôi. Chốt luôn giá là 79k, rẻ chưa các chị ơi. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng cho em liền nha. 79k. 79k thôi các chị ơi. 1280 là dung sọc, 1281 là dung thổ cẩm, 1282 là dung họa tiết hoa. Đó, em có cho mình 3 mẫu như thế này và em sao đồng giá hết là 79k. 1280, 1281, 1282, tầm 35kg đến 60kg vừa. Von nha các chị ơi, hai lớp nha, chất này mặc mát nha. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền giùm em chịu hàng. Đồ bộ nữa hả chị? Rồi để tí nữa em lên đồ bộ nha. Rồi chị bé thọ 1280, ok chị 79k lỗ vốn nha. Ai ưng mẫu này đặt liền, nãy em có mặc đồ bộ không biết mình kịp xem chưa chị. Nãy em lên được mấy mẫu rồi ta? Nãy em lên được đồ bộ, được 3 mẫu đồ bộ rồi đó. Được 3 mẫu đồ bộ rồi, để tí nữa em xem còn mẫu này thì em lên sau nha. Rồi 1280 mẫu này, 1281 mẫu này, 1282 mẫu này, giá là 79k. 79k một sản phẩm nha các chị ơi. Một cái mẫu dung này nha, rẻ lắm. Em sale là có 79 à. Cái này là em lỗ vốn rồi, chị nào mình thích đặt liền nha. Dung là các chị nên tăng size nha, tại vì bình thường các chị mặc size nào thì các chị tăng lên cho em 1 size, 2 size gì đó nha. 1 size, 2 size gì đó để mà mình mặc cho nó thoải mái. Tại dung này mặc form hơi nhỏ, dung này may form nó hơi bị nhỏ nha. 1280 dung sọc nè, ok chị Xuyến Nguyễn nè, 79k. Còn đây là 1281 thổ cẩm, 1280 hoa, 79k một mẫu thôi nha các chị, rất là rẻ nha, 79k. Nhanh tay các chị ơi, có 79k một cái mẫu dung này thôi. Rồi xong chưa cả nhà? Giờ em sẽ lên mẫu khác. Bây giờ lên đồ bộ nha. Em cũng chẳng biết là đồ bộ em còn cái gì nữa. Em sẽ mặc đại lên vậy ha. Còn cái gì thì sell cái đó cho các chị mình thôi. Khoan để em kiểm tra lại mã số đã. Các chị ơi chia sẻ like dùm em. Trên tường nhà và chia sẻ vào các cái nhóm dùm em nha. Rồi em lên đồ bộ nha. Để em vài giây.
Rồi, các chị ơi, lên đổ bộ. Mã này của em là 1216, nãy là em lên được mấy đồ mẫu đồ bộ rồi đó. Chị nào mà chưa khen kịp thì tí nữa tắt like á, em lưu lại mình xem lại nha. Rồi bây giờ nè, chị Mây chiều 1281 nè, chị Nguyễn Mến ok chị luôn nè. Rồi eo 84 thì zoom không vừa nha các chị. Khoan, eo 84 là zoom không vừa, eo mình đo ngang cùi chỏ tay đúng chưa chị? Nếu mà eo ngang cùi chỏ tay eo 84 thì zoom không vừa đâu, tại vì cái form nó hơi nhỏ đó các chị, nó tầm khoảng eo 78 chiều xuống thôi. Rồi bây giờ mẫu đồ bộ em đang mặc đây là 1216 nha. Em còn một bộ, còn 6 bộ size M và một bộ size L. Em sẽ sale cho mình luôn, chỉ có giá 99k luôn nha các chị ơi. Đồ bộ nha, 1216, 99k. Em có màu này nữa nè, em có màu này nữa nè, 99k luôn. Màu xanh là 1215, xanh là 1215 nha. Rồi chị nào lấy mẫu nào đặt liền giùm em, 99k. Màu xanh. Còn một bộ size M và một bộ size 2X. 1215 còn một bộ size M và một bộ size 2X. Giá sale là 99k. Màu đen 1216 thì còn cho mình 6 bộ size M và một bộ size L. 99k luôn, có túi, có lưng thun nha cả nhà. Chất vải xúc thái mặc mát không nhăn nhầu. Rồi chốt luôn 99k mẫu này. 99k thôi, chị nào lấy đặt liền cho em nhé. 1215 là màu xanh, 1216 là màu đen đó. Đó. Rồi. 1216 size L, ok chị Mây chiều nè, 99k. Rồi các chị ơi, còn 1215 này em còn một bộ size M với một bộ size 2X nha, 99. Còn này là 1216. 1216 vậy là 1216 chỉ còn là 6 size M nữa. Giá là sale 99k, chị nào vừa đặt liền. Nãy em có mấy cái mẫu đồ bộ kia ấy, em cũng mặc rồi, có size đó. Chị nào mà mình chưa xem kịp mình xem lại. Chị nào chưa xem kịp mình xem lại cũng sẽ thấy nè. Cái bộ này đủ size nhất nè các chị. Này là 1260 nè, 1260 đủ size nè. Cái này là riêng có bây giờ đồ bộ là có mỗi mẫu này là đủ size thôi, mấy mẫu kia lại size hết rồi. 1260 màu vàng nè, em sale là 89k thôi. Đồ bộ dài 89k. Mẫu này là 1260 nha, 89k lỗ vốn. 1260. Tí nữa mình xem lại là sẽ thấy. Rồi các chị ơi, chị nào mình ưng mẫu này đặt liền giùm em. Ngày hôm nay em sale cho mình nha, chỉ có giá là 99k thôi. Nhanh tay nha các chị ơi, chốt đơn liền giùm em trừ hàng. Bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha, hàng còn ít sẽ like nhanh một chút xíu. Chị nào mình thích mẫu nào đặt cho em cái mã số và kèm số điện thoại luôn. Rồi tiếp tục nè. Em lên sale cho mình một cái mẫu đồng khác nha. Ai đặt hàng comment mã với số điện thoại cho em nha. Mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo lên sàn cho các chị. Ôi trời. 1, 2, 5, 3. Đây cả nhà ơi, 1260, 1260, ok chị Hoa Phượng. Bây giờ em có cho mình ở đây là 1253. 1253 này là em sẽ có là 2 size M, 9 size XL, rồi 19 size 2X. Hôm nay xả kho mẫu này nha, 169 thôi. Xả hàng 169k thôi. Mã này là 1253 nha, ai lấy mình lên đơn 169k mẫu này. Cái chất này là chất lụa mango êm mềm mát nha cả nhà. Em đem sale cho mình là 169k thôi. Cái này nó có co giãn nha, xếp ly vuông và che bụng tốt cho các chị. Màu đẹp quá chừng, sang. Đầm này em sale còn 169 là còn mấy cái. Đó, ai lấy đặt liền. Size M nè, 2 cái thôi. Size XL 9 cái, với lại 2X còn 19 cái nữa là hết.
Đó, sale luôn còn 169 xả hàng rồi, quá rẻ các chị. Giá này là khỏi cần đắn đo, khỏi cần suy nghĩ, là có 169k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt liền giùm em nhé. DA1253 và kèm chấm sinh thoại luôn. 1253 kèm chấm sinh thoại nha, 169k. 169k mẫu đầm này, chị nào mình thích mẫu này đặt liền. DA1253 kèm sinh thoại 169, quá rẻ. Quá rẻ luôn các chị. Chốt liền đi cả nhà ơi, còn chần chờ chi nữa. Quá đẹp luôn á, có 169 à. 1253 nha. Còn tắt like rồi mình mua là 299 đó, em không biết đâu. Tắt like em bán 299. Đặt bây giờ em chốt là 169k. Nhớ chia sẻ like giùm em và nhớ gộp đơn nhá. Các chị đừng quên điều kiện ngày hôm nay là chia sẻ like và gộp đơn hàng nha cả nhà. Đầm này của em là DA1253, chốt sale giá là 169.000 đồng mỗi đầm này. Ai thích mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. Làm mã nè, với số điện thoại, đầm này không có túi. Mà bù lại là đầm này nó xếp ly vuông từ trước ra tới đằng sau nha các chị. Che bụng rất là tốt. Chị Hoa Phượng 1253 ok nè, 169k. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em 1253 và kèm chấm sinh thoại sale 169k mẫu đầm này. Ai ưng mẫu này các chị comment sớm giùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng trên size nha. 1253 kèm sinh thoại cho em 169k. 169k mẫu đầm này thôi. Rồi xong chưa cả nhà ơi, lên đơn liền cho em, giá này chị chốt trên like thôi nha. Em dành thêm cho mình 1 phút nữa nha. Em dành thêm cho mình 1 phút nữa để chốt mẫu này. 1253 chốt sale giá 169.000 đồng. Giá em bán bình thường là em bán 299 đó. Còn nếu mà các chị đặt bây giờ được chốt 169k quá rẻ nè. Em lấy cho mình xem. Nè cả nhà nhìn nè. Hàng mới đó. Hàng mới đó các chị ơi. Trời ơi. 299k cái đầm giờ chốt cũng có 169. Rẻ ơi là rẻ luôn. Ui hàng đây mình xem nè. Trời ơi. Sao mà rẻ dữ vậy nè. Cái này 2X. Này cái 2X nè. Đó, cái chị thấy chưa. Em mặc trên live xem giao vậy hết à. Không khác gì hết nè. Xếp ly nè. Các chị thấy cái phần xếp ly ở đây không. Em làm biến vũ ra. Vũ ra em gấp lại nó xấu. Nên là em dở dở vậy mình xem sơ sơ thôi nha. Đẹp quá à. Cái đầm này, đầm sương mi, bình thường các chị mua là phải từ 299k trở lên không ạ à? Giờ mua còn có 169 này. Ai lấy mình đặt liền nha. 1253 kèm số điện thoại cho em. 1253 kèm số điện thoại giá chốt trên like. Nhanh tay các chị ơi, 169k. Cái đầm này chưa có ủi nha các chị. Mặc lên đỡ vậy cho em xem. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền cho em nhé. 1253 169k. 169k mẫu này rất đẹp luôn nha. 169 xạ hàng. Quá rẻ. Tắt lại mình mua là 299. Đặt ngay bây giờ chốt sale là 169.000 đồng. 169.000 đồng mẫu đầm này. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt liền giùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng chưa sai nha. Nhanh tay nào cả nhà ơi. 1253 169k. Đầm len thì em lại không có đầm len rồi chị Nguyễn Mến ơi. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt liền mã này 1253. Các chị ơi like nắm lưu lại nha. Chị nào vào trẻ xem lại like đặt hàng thêm. Hẹn gặp lại các chị vào ngày mai. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà nhé.